Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 107. Xem cuộc chiến đệ tử, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần lấy một địch ba, không chỉ không có rơi xuống gió, còn thành thạo. Trận trên mặt tiếng reo hò, một tầng vượt qua một tầng. Vương Xuyên thấy một màn này, vui vẻ yên tâm cười một tiếng, dù là Diệp Thần đánh bại, vậy không việc gì mất mặt. Từ nay về sau còn ai dám nói mình sẽ không dạy đồ đệ. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ thần sắc kiêu ngạo, hắn biết, trước mắt chỉ bất quá mới vừa nóng người mà thôi. Ba người lá bài tẩy cũng không có xuất hiện, cuộc chiến đấu này chỉ bất quá hiện tại vừa mới bắt đầu. Lam Vũ cầm chặt kiếm trong tay, chớp mắt bây giờ liền tới đến Diệp Thần bên người. Chợt Lam Vũ kiếm trong tay, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Ánh sáng lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp xông tới. Diệp Thần cầm ra kiếm gỗ, trực tiếp đón đỡ ở, trong tay kiếm gỗ xuất hiện một đóa kiếm hoa. Kiếm hoa trên không trung lưu chuyển, trong nháy mắt xông tới. Ở xông tới thời điểm, Lam Vũ một kiếm trực tiếp chặt đứt. Cường giả đỉnh phong thực lực, vào giờ khắc này trực tiếp bộc phát ra. Khổng Tường giờ phút này đột nhiên bây giờ đi tới Diệp Thần bên trái, lạnh như băng kiếm ý bỗng nhiên phóng thích. Không chỉ có như vậy, ở Khổng Tường thời điểm xuất thủ, Nhạc Hải đi tới hắn sau lưng. Kiếm trong tay khí trực tiếp bộc phát ra, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Ba mặt giáp công, để cho Diệp Thần không có cách nào né tránh. Phá cho ta! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẫy tay một kiếm đi ra ngoài, từng đạo kiếm khí liên miên bất tuyệt xông tới. Ở bên ngoài đệ tử nhìn sợ hết hồn hết vía, cũng không biết Diệp Thần có thể hay không đột phá ra ngoài. Nếu không phải có thể, sợ rằng Diệp Thần muốn bại. Lam Vũ trong tay, cầm ra một quả cái túi nhỏ, khi thấy cái túi nhỏ thời điểm, Diệp Thần nhướng mày một cái. Ở tối hôm qua thời điểm, Vương Xuyên cầm tất cả thực lực của đệ tử nòng cốt và thủ đoạn, đều nói qua một lần. Lam Vũ bản thân thực lực, cũng không phải là đặc biệt khủng bố, bất quá có một cái khống thú thủ đoạn. Có thể cầm thu phục yêu thú, dùng để tác chiến. Làm yêu thú túi mở ra một khắc kia, một con cự thú xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cự thú phát ra tí tách tiếng vang, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Ở cự thú xông tới trong nháy mắt. Diệp Thần không có chút do dự nào, trong tay kiếm gỗ trực tiếp chém ra đi. Một kiếm trên không, nhất kiếm phá vạn pháp. Làm bất hủ kiếm ý điên cuồng tràn vào đến kiếm gỗ bên trong thời điểm, Lam Vũ đột nhiên cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm ngọn nguồn, chính là tới từ Diệp Thần. Oanh, một kiếm cuộn sạch mở, giống như một cổ cự long gầm thét, hướng Lam Vũ liều chết xung phong đi. Ở xem cuộc chiến đệ tử, cũng có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Một kiếm này nếu như đặt ở bọn họ trên mình, tuyệt đối là 10 phần chết chắc, căn bản là không sống nổi. Lam Vũ cau mày, trong tay đánh ra một cái kỳ quái dấu vết, cự thú trực tiếp xông lại, bảo vệ hắn thân thể. Chính hắn vậy không có bất kỳ chắc chắn, có thể chịu đựng Diệp Thần nhất kích, chỉ có thể để cho cự thú dùng thân xác mạnh bạo vác. Đâm! Cự thú phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, đảo mắt bây giờ thân thể hóa là xương máu. Phốc suy, Lam Vũ một búng máu phun ra, dù là cách cự thú, cũng có thể cảm giác đến sức trùng kích to lớn. Diệp Thần cả người bóng người, bỗng nhiên bây giờ xông lên đi giết. Lam Vũ cũng sớm đã bị Diệp Thần một kiếm này dọa cho đến, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Làm Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, Lam Vũ căn bản không có ra tay. Rất miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Nếu là ở sống chết giao chiến thời điểm, Lam Vũ cũng sớm đã bị chém chết. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là thu hồi lực lượng. Phốc thông. Lam Vũ cả người thân thể chợt lui, một miệng máu đỏ tươi nước từ trong miệng phun ra. Ngươi không cần ra tay. Diệp Thần nói xong, liền xoay người hướng còn dư lại hai người đi. Khổng Tường sắc mặt, đổi được hoàn toàn khó xem. Hiện tại chỉ còn lại hắn và Nhạc Hải hai người, vậy chiến đấu đổi được càng thêm gian nan. Ở hắn suy tư như thế nào đánh bại Diệp Thần thời điểm, phát hiện Diệp Thần bóng người đã tới Nhạc Hải bên người. Nhạc Hải lãnh khốc gò má, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại kiếm trong tay, trực tiếp xông lên đi giết. Nhạc Hải đặc biệt tu luyện tuyệt tình thất sát kiếm, mỗi một kiếm không có bất kỳ cảm tình.
hắn trong đầu chỉ có kiếm, một môn tu luyện tuyệt tình kiếm khách, trong tay hắn cũng chỉ có kiếm. Làm tu luyện tới vô tình không muốn thời điểm, tuyệt tình thất sát kiếm, cũng chỉ coi là đạt đến đại thành cảnh. Oanh! Một kiếm đánh tới, Diệp Thần sắc mặt không thay đổi, ngược lại giơ tay lên bây giờ, trong tay kiếm gỗ trực tiếp chém ra đi. Ở chém đi ra thời điểm, hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng kinh khủng rên. Đệ tử vây xem, cũng nhìn sợ hết hồn hết vía, thật may có thập nhị đường chủ liên hiệp bố trí kết giới, nếu không dù là dư âm bọn họ cũng không chịu nổi. Xiết liền giới vực. Diệp Thần bỗng nhiên bây giờ phóng thích giới vực. Giới vực vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Tạo hóa cảnh lại có thể phóng thích giới vực lực. Đây là cái gì yêu nghiệt? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhạc Hải kinh hãi nói. Diệp Thần cười không nói, đảo mắt bây giờ xông tới. Đâm! Một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Lúc này Khổng Tường trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, một đạo kiếm quang xông ra. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra kinh khủng nổ vang. Một tiếng này nổ vang, bộc phát ra vô số bụi đất, toàn bộ trận pháp bình phong che chở đều ở đây lảo đảo muốn rơi xuống. Oanh oanh oanh! Kinh khủng hơi thở, tràn ngập ra, để cho tất cả đệ tử cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây thật là đệ tử nòng cốt bộc phát ra sức chiến đấu. Trên hư không chiến đấu, những đệ tử này đã không thấy rõ, khủng bố chỉ có thập nhị đường chủ, có thể nhìn thanh trên hư không sức chiến đấu. Từng đạo giao hoành chi thố kiếm ý, giống như cơn sóng thần vậy. Oanh! Truyền tới một tiếng kinh khủng nổ vang, hai đạo thân ảnh từ trong hư không rơi xuống. Mọi người vừa thấy, phát hiện Khổng Tường và Nhạc Hải cả người đã hôn mê. T. Toàn bộ tình cảnh truyền tới kinh hô thanh âm, Diệp Thần chậm rãi từ trong hư không rơi xuống. Ở hắn vững vàng rơi xuống thời điểm, toàn bộ tình cảnh ngay tức thì nổ. Nhất kiếm vương! Nhất kiếm vương! Thanh âm thật lâu không tiêu tan, Vương Xuyên kích động đứng lên, đây là hắn học trò, niềm kiêu ngạo của hắn. Hiện tại thần kiếm cung bên trong, ai vẫn có thể là học trò mình đối thủ. Diệp Thần, ta ở cung điện chờ ngươi. Đột nhiên bây giờ truyền tới cung chủ thanh âm, Diệp Thần từ trên diễn võ trường dưới mặt tới, đi tới Vương Xuyên bên người. Tông chủ kêu ngươi, có cần hay không ta phụng bồi ngươi đi. Vương Xuyên đối với mình bảo bối này đệ tử, có thể là vô cùng thương yêu. Hiện tại ai dám đối với Diệp Thần xuất thủ, Vương Xuyên mình không phải liều mạng không thể. Không cần sư tôn, ta tự mình đi liền có thể. Vương Xuyên nhẹ khẽ gật đầu, dù sao ở thần kiếm cung bên trong, cũng không có ai sẽ hại Diệp Thần. Diệp Thần tới một mình đến trong cung điện mặt, phát hiện kiếm cửu hàn cũng sớm đã đứng ở nơi đó. Hắn một đôi ác liệt trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ sắp đem Diệp Thần nhìn thấu vậy. Diệp Thần, cô bé kia chắc là ngươi từ Thánh Long gia tộc cứu ra đi. Ngươi có biết Thánh Long gia tộc vì tìm ngươi, phát động lệnh truy sát? Ngươi trốn thần kiếm cung, kết quả là vì cái gì? Kiếm cửu hàn cả người nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giờ khắc này chỉ cần Diệp Thần nói sai một câu nói, kiếm cửu hàn liền sẽ xuất thủ. Cùng lúc đó, thần kiếm cung lối vào. Mấy đạo thân ảnh dừng lại. Băng xương tiền bối, ngươi xác định Diệp Thần đang ở bên trong. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, chủ nhân của thanh âm này lại là Tây vực Bắc cung gia tộc Bắc cung tử Ngọc. Mà Bắc cung tử Ngọc bên người đứng một nam một nữ. Nam khí lực đầy đủ, cả người tản ra sát ý. Mà một bên thiếu nữ trong mắt như thu thủy, mái tóc dài hơi phiêu động, mày liễu nhỏ dài, tú rất mũi ngọc, kiểu diễm ướt át môi, cực kỳ mê người. Mấu chốt thiếu nữ vóc người đủ thật cay. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đây chính là Tôn Di. Tôn Di ngưng mắt nhìn thần kiếm cung cửa, tâm tình kích động. Nàng biết, chỉ cần bước vào cánh cửa này, là có thể gặp lại Diệp Thần. Băng xương kiếm thần nhìn lướt qua cửa, đi thôi, dựa theo Diệp Thần tính tình, cái này thần kiếm cung có thể phải gặp tai ương. Băng xương kiếm thần đi tới thần kiếm cung đệ tử giữ cửa trước, mở miệng nói, ta là vạn kiếm đế cung băng xương kiếm thần. Trước đi tìm một chút Diệp Thần, không biết người này là hay không ở thần kiếm cung. Nếu như ở đây, xin thông báo,
ta có chuyện quan trọng tìm người này. Băng xương kiếm thần sở dĩ sẽ cùng Bắc Cung Tử Ngọc các người cùng nhau, hoàn toàn là bởi vì mấy ngày trước, Bắc Cung Tử Ngọc mang một nam một nữ tìm được Vạn Kiếm Đế Cung. Dẫu sao ban đầu hồn tộc sự việc kết thúc sau đó, Diệp Thần liền và Bắc Cung Tử Ngọc nói qua phải đi Vạn Kiếm Đế Cung. Bắc Cung Tử Ngọc biết rõ ở trong biển người mênh mông muốn tìm được Diệp Thần rất khó, chỉ có Vạn Kiếm Đế Cung loại thế lực này có thể. Như vậy tới Vạn Kiếm Đế Cung, các nàng mới biết Thánh Long gia tộc sự việc. Thánh Long gia tộc ở toàn bộ linh võ đại lục truy nã Diệp Thần. Bắc Cung Tử Ngọc vốn cho là không thể nào thấy Diệp Thần. Lại không nghĩ rằng Vạn Kiếm Đế Cung băng kiếm Thánh Vương cho bọn họ một cái địa chỉ. Chính là Thần Kiếm Cung. Không chỉ như vậy, càng làm cho Vạn Kiếm Đế Cung băng xương kiếm thần một đường hộ tống đến đông vực Thần Kiếm Cung. Vậy Thần Kiếm Cung đệ tử vốn là còn chút cảnh giác, khi thấy băng xương kiếm thần ngọc trong tay bài lúc đó, thần sắc bỗng nhiên khẩn trương mấy phần. Dẫu sao bánh xe địa vị, không tranh danh Thần Kiếm Cung có thể yếu hơn tại Vạn Kiếm Đế Cung mấy phần. Tiền bối, xin chờ chút, ta đi thông báo một chút. Các ngươi có thể ở bên cạnh trong đình nghỉ ngơi chốc lát. Băng xương kiếm thần gật đầu một cái, hai tròng mắt đóng chặt, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu lắm, vậy Thần Kiếm Cung đệ tử đi ra, chắp tay nói, mấy vị, bên ngoài gió lớn, đường chủ để cho các ngươi trước đi vào trong các loại. Bất quá các ngươi người muốn tìm hiện tại có chuyện quan trọng, vẫn không thể tới gặp các ngươi. Băng xương kiếm thần tròng mắt híp lại, không ngại. Một nhóm mấy người liền tới đến Vương Xuyên địa phương kiên nhẫn chờ đợi. Tìm Diệp Thần đã rất lâu rồi, tự nhiên không quan tâm dưới mắt thời gian. Giờ phút này, Thần Kiếm Cung bên trong. Bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Kiếm Cửu Hàn ý định giết người phóng thích, chỉ cần Diệp Thần trả lời để cho hắn không hài lòng, liền sẽ hoàn toàn bóp chết cái này thiên tài yêu nghiệt. Nhưng mà... giờ phút này Diệp Thần trên gương mặt mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mở miệng cười nói, tông chủ, thứ nhất, ta cũng không có ở tránh Thánh Long gia tộc, người hẳn biết, ta lúc tỉnh lại liền không giải thích được xuất hiện ở nơi này, hẳn là không gian chảy loạn đưa đến. Bởi vì thực lực không có khôi phục, ta cũng chỉ có thể ở tạm Thần Kiếm Cung. Thứ hai, ban đầu ta đối với Thần Kiếm Cung không có chút nào cảm giác thuộc về, ta chỉ muốn rời đi, thậm chí tham gia ngoại môn tuyển chọn. Cũng bất quá là vì trả một cái bé gái ân huệ mà thôi. Nhưng là, ở Thần Kiếm Cung ở lại mấy ngày, ta dần dần rõ ràng một cái đạo lý, ta quả thật sẽ không ở Thần Kiếm Cung ngây ngô quá lâu, nhưng là ta đã đem Thần Kiếm Cung thừa nhận là ta sư môn. Sư môn hổ thẹn, đệ tử giận, sư môn tổn thương, đệ tử nguyện giết trên 9 tầng trời. Phần này cảm giác thuộc về càng nhiều hơn đến từ mọi người đồng ý, dĩ nhiên, chủ yếu nhất đến từ sư phụ. Sư phụ biết mình không cách nào tu luyện, hắn ở Thần Kiếm Cung nguyện vọng duy nhất chính là có thể dạy ra một cái nổi tiếng hậu thế đệ tử. Hắn trong ánh mắt kỳ vọng tương tự với chúng ta truy tìm võ đạo nóng bỏng ánh mắt, ta không muốn để cho sư phụ trong mắt xuất hiện thất vọng. Hôm nay, ta là Thần Kiếm Cung đệ tử, tương lai, ta vẫn là Thần Kiếm Cung đệ tử. Dù là trưởng môn ngươi không thừa nhận, như Thần Kiếm Cung gặp nạn, ta cũng nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Mấy câu nói để cho Kiếm Cửu Hàn cả người rơi vào trầm tư. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên bây giờ đổi được an tĩnh lại, Diệp Thần đứng tại chỗ không nói câu nào. Hiện tại hết thảy quyền quyết định đều ở đây Kiếm Cửu Hàn trên mình, Diệp Thần đã làm thật là trực tiếp xuất thủ chuẩn bị. Một khi tình huống lời không đúng, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Còn như cái hộp kiếm sự việc, chỉ có thể thảo luận kỹ hơn. Lúc này Kiếm Cửu Hàn mở miệng nói thôi. Ta cũng không truy cứu ngươi lai lịch, chỉ cần ngươi không phản bội Thần Kiếm Cung, là đủ rồi. Một câu nói để cho Diệp Thần trong lòng nhẹ khẽ thở phào một cái, bỏ mặc như thế nào, cửa ải này cuối cùng là qua. Liên quan tới Thần Kiếm cấm địa sự việc, ngươi không có quá nhiều thời gian, lập tức lên đường đi. Ngày hôm nay, hoặc giả là ngươi ở Thần Kiếm Cung ngày cuối cùng. Diệp Thần hơi ngẩn ra, Kiếm Cửu Hàn những lời này rốt cuộc là ý gì? Hắn phải rời đi. Bất quá thương thế đã khôi phục, cũng nên đi tìm Kỳ Lâm và Hồi Thần Hỏa Học Viện. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi theo Kiếm Cửu Hàn, đi tới một nơi Thần Kiếm Cung cấm địa. Cấm địa cắm vô số thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm tản mát ra hơi thở,
cũng dị thường khủng bố. Ngươi hẳn rất tò mò, ta vì sao một mực không bại lộ thực lực, thậm chí tận lực áp chế thần kiếm cung danh tiếng và hạng. Ta chính là muốn coi giữ cái này phiến cấm địa. Thần kiếm cung danh tiếng càng lớn, ở bên ngoài thực lực càng mạnh, cái này cấm địa tồn tại liền sẽ trở thành là thần kiếm cung diệt môn đạo đường dây nóng. Nhưng là, làm ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền dự cảm đến cái này cấm địa sứ mạng cũng nên kết thúc. Kiếm Cửu Hàn ở một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, lại đi hồi lâu, hai người rốt cuộc đi tới một nơi. Chỗ này là một phiến đất trống, không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền truyền tống trận địa phương cũng không có. Kiếm Cửu Hàn khoát tay, máu tươi bắn ra, trận pháp dẫn động, toàn bộ mặt đất đất rung núi chuyển, lại là đột nhiên bây giờ xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa tháp. Cả tòa tháp không hề cao, chỉ có 10 mét, Kiếm Cửu Hàn vung tay lên, tháp cửa mở ra. Diệp Thần, chính ngươi vào đi thôi, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, đều không muốn ngạc nhiên. Kiếm Cửu Hàn mà nói, để cho Diệp Thần ngẩn ra, cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Làm Diệp Thần đi vào bên trong sau này, bóng người dần dần biến mất, Kiếm Cửu Hàn vung tay lên, cả tòa tháp cửa trực tiếp đóng cửa. Đang đóng sau này, Kiếm Cửu Hàn trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không biết lần này, Diệp Thần có thể lấy được nhiều ít thanh kiếm đồng ý. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Cửu Hàn cả người bóng người tại chỗ biến mất. Diệp Thần tiến vào trong tháp mặt sau này, phát hiện chung quanh một phiến đen nhánh. Hơn nữa, hắn kinh hãi phát hiện mình đan điền và linh lực hoàn toàn bị phong ấn. Không cách nào vận dụng. Hơn nữa cái này loại khống chế vẫn còn ở tăng cường. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa phong thanh dương thanh âm vang lên, đồ nhi, xem ra cái này thần kiếm cung quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trong tháp lại hàm chứa một đạo căn nguyên lực làm trận mắt, ra tay thật lớn. Có thể nói bên trong lợi dụng bổn nguyên lực lượng tự thành một cái thế giới. Tiếp theo, không chỉ ngươi đan điền sẽ phong ấn, ngươi và luân hồi mộ địa thậm chí còn ấn đường ma đế liên lạc cũng sẽ ngăn cách, nếu không luân hồi mộ địa và ma đế tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi biết tiến vào kiếm ý cảnh bên trong, nếu như ta không đoán sai, cái hộp kiếm đang ở bên trong. Còn như ngươi có thể hay không đạt được, ta cũng không cách nào xác định. Mở mắt ra đi. Dứt lời, phong thanh dương thanh âm biến mất. Diệp Thần muốn câu thông luân hồi mộ địa, quả nhiên, hết thảy liên lạc đều biến mất. Không có đan điền và tu vi, không có luân hồi mộ địa, nếu như gặp phải nguy hiểm, nên làm cái gì? Diệp Thần mở mắt ra, lại phát hiện mình ở một tòa vô số hải cốt hầm giam bên trong. Toàn bộ hầm giam bí mật không ra gió, sát ý lạnh như băng ngưng tụ ở chung quanh. Diệp Thần nhìn một cái tự thân. Phát hiện toàn thân đã bị mang theo còng tay, dị thường vững chắc, dùng sức mạnh căn bản không có biện pháp phá vỡ. Kiếm Cửu Hàn rốt cuộc đang làm cái gì? Đây cũng là ở nơi nào? Kiếm thế giới. Đan điền bị đóng chặt ta cũng nhịn, vì sao ta mở mắt ra liền bị trói buộc? Diệp Thần thật sự có loại muốn mắng người xung động. Cót két. Lúc này hầm giam mở cửa, xuất hiện một người xinh đẹp cô gái, người mặc hoa lệ áo khoác. Ở bên cạnh nàng còn có hai người đệ tử. Ngươi chính là mới tới cấm địa thần kiếm cung đệ tử. Không nghĩ tới Kiếm Cửu Hàn lại vẫn sẽ đem người bỏ vào tới. Nàng vừa mở miệng, thanh âm dị thường quyến rũ êm tai. Ngươi theo ta đi ra. Mỹ phụ tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, toàn bộ hầm giam cửa mở ra. Diệp Thần đàng hoàng đi ra, bây giờ là tình huống gì, chính hắn vậy không biết. Diệp Thần đi theo cô gái đi tới một nơi trong cung điện mặt, nàng để cho thị nữ rời đi, một cặp tròng mắt chăm chú nhìn hắn. Bị người phụ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Thần trong nội tâm có chút phát mao, người Mỹ phụ này sẽ không có thu nam sủng thích chứ. Ngươi ở địa phương đó kêu Trần Tông, ta là Trần Tông tông chủ, Kiếm Cửu Hàn có thể để cho ngươi đi vào, kiếm ngươi ý hẳn vô cùng liền được chứ. Sự thật chứng minh, Diệp Thần hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Trần Tông tông chủ hoàn toàn không có ý nghĩ này. Diệp Thần chỉ có thể gật đầu. Đã như vậy, ta có thể để cho ngươi còn sống, tạm thời cư ngụ ở Trần Tông, bất quá 10 năm sau đó, phải đi giúp ta Trần Tông tranh đoạt thiên thần cái hộp kiếm. Diệp Thần nhướng mày một cái, thiên thần cái hộp kiếm là thứ gì?
chẳng lẽ là Phong Thanh Dương lục đạo cái hộp kiếm? Không đúng. Cái hộp kiếm đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trần Tông Tông chủ lại nói mình phải ở chỗ này ngây ngô 10 năm. Đan điền bị phong ấn ròng rã 10 năm. Kiếm cửu hàn nổi cơn gì? Đây là cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần mới vừa dự định rời đi, Trần Tông Tông chủ cười nói, người yên tâm, ngoại giới một cái chớp mắt, bên trong 10 năm. Hết thảy các thứ này bất quá là ở thời gian vừa niệm mà thôi. Còn như người đan điền vì sao bị phong ấn, chính là nơi này quy tắc, người muốn lần nữa tu luyện, quên hết mọi thứ. Trong lòng của ngươi chỉ có kiếm. Phủ đầy bụi lòng, không thể có bất kỳ tạp chất gì. Dẫu sao đây là thuộc về kiếm thế giới. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thần không rõ ràng, Trần Tông Tông chủ tiếp tục mở miệng nói, toàn bộ kiếm chi thế giới, có một tòa vạn kiếm mộ, 10 năm sau đó, bỏ mặc bất kỳ thế lực, cũng sẽ để cho tông môn kiếm tu tiến vào bên trong, đi tranh đoạt thần kiếm. Trần Tông Tông chủ, cầm đúng chuyện này nói cho Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần có một loại trực giác, vạn kiếm mộ, chính là hắn chân chính bị khảo nghiệm địa phương. Kiếm chi thế giới kiếm tu không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại khắp nơi bị áp chế, cuối cùng vẫn là bởi vì phương thế giới này quy tắc. Nếu là có tông môn có thể có được thiên thần cái hộp kiếm, là có thể nắm trong tay kiếm chi thế giới. Mỗi một lần thiên thần cái hộp kiếm chỉ sẽ trấn thủ tông môn 10 năm, kỳ hạn đến một cái liền sẽ trở lại vạn kiếm trong mộ mặt. 10 năm thời gian, Diệp Thần không có nghịch thiên huyết mạch, không có đan dược, không có duyên, chỉ có thể không ngừng nghỉ khổ tu. Hơn nữa đạt tới ngoại giới từ cảnh giới của mình, mới có thể có tư cách tiến vào vạn kiếm trong mộ mặt. Thời gian chớp mắt rồi biến mất, 10 năm thời gian vội vã đi qua. Diệp Thần mở mắt ra, hắn hơi thở vậy dừng lại ở tạo hóa cảnh tầng 6 thiên. Cái này 10 năm, hắn cùng kiếm làm bạn. Ngược lại là đền bù ngoại giới tu luyện tiếc nuối. Hắn nhiều một viên lòng bình thường. Một viên đối với kiếm đạo lòng kính sợ. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn bất hủ kiếm ý hoàn toàn bị kích thích ra. Mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh tầng 6 thiên thực lực, càng không có ma đế và luân hồi mộ địa tồn tại, hắn như cũ có thể vượt cấp mà chiến. Cái này làm cho Diệp Thần vậy nhất định có sức lực, ở kiếm chi thế giới rốt cuộc có tự vệ thực lực. Trần Tông Tông chủ cầm Diệp Thần mang tới, chuẩn bị dựa theo ước định đi vạn kiếm mộ. Bọn họ Trần Tông ở kiếm chi thế giới cũng không coi là bao nhiêu mạnh, chỉ có thể có được một cái tư cách. Bản thân cũng chưa có kiếm tu, bởi vì Diệp Thần mới sẽ tham gia. Ban đầu nàng phát hiện Diệp Thần thân thể thời điểm, phát hiện khí tức thần thánh và kiếm ý có liên quan, mới có quyết định ban đầu. Mặc dù hy vọng mong manh bất quá tóm lại cũng phải thử một lần. Vạn kiếm mộ địa điểm là ngẫu nhiên, sớm ở một tháng trước, một nơi bên trong dãy núi mặt, liền xuất hiện dị tượng. Toàn bộ dãy núi trong hư không, xuất hiện tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, nhưng mà vòng xoáy chính là đi thông vạn kiếm mộ lối đi. Diệp Thần đi theo Trần Tông Tông chủ đến lúc đó, phát hiện chung quanh đã có không thiếu thế lực. Dù là ma đạo tông môn cũng có không thiếu, vạn kiếm mộ mở ra một tháng thời gian, bất kỳ tông môn nào không thể ra tay. Vạn kiếm mộ chính là kiếm chi thế giới lớn nhất thịnh thế, đến lúc đó bốn phương tám hướng kiếm tu cũng sẽ xuất hiện. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện hư không phía trên vòng xoáy. Giờ phút này vòng xoáy còn không có thành hình, còn cần chờ đợi một hai ngày mới có thể. Một hai ngày sau đó, vòng xoáy đã tạo thành, Trần Tông Tông chủ nhìn một cái Diệp Thần, đến ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái. Trực tiếp xông về hư không tiến vào trong nước xoáy mặt. Lần này hắn tiến vào vạn kiếm trong mộ mặt, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện ở kiếm chi thế giới. Ở Diệp Thần tiến vào thời điểm, một đám tán tu, từng cái liên tiếp đi vào. Một hồi choáng váng đầu hoa mắt sau đó, Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện chung quanh toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt kiếm. Những thứ này kiếm cắm ở trên dãy núi, không khí bên trong còn có kiếm ý không ngừng lưu động. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đi tới kiếm thế giới. Chung quanh kiếm khí vây quanh, không khí bên trong còn trôi giạt kiếm quang bay qua. Những thứ này kiếm quang không có bất kỳ tổn thương, giống như là một cái đồ trang sức. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng dị thường sáng ngời. Diệp Thần không nghĩ nữa, bước ra bước chân đi, thiên thần cái hộp kiếm ở địa phương nào, không có ai biết,
hết thảy chỉ có thể bằng duyên phận. Làm Diệp Thần đi 4 tiếng sau này, phát hiện một đội võ giả, chỉ có 3 người, bất quá đều là tinh khiếu cảnh tu vi. Làm những võ giả này thấy Diệp Thần sau này, khóe miệng toát ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Ở vạn kiếm trong mộ mặt, trừ nhà mình thế lực võ giả, bất kỳ võ giả đều là địch nhân. Toàn bộ Trần Tông chỉ có Diệp Thần một người, tự nhiên không có gì bạn đồng đội. 3 tên tinh khiếu cảnh võ giả, đi tới Diệp Thần trước mặt, sau đó trực tiếp mở miệng nói, ngươi tự sát đi. Bọn họ ở tạo hóa cảnh tầng 6 thiên vũ người trước mặt, có phách lối bá đạo vốn. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Trong tay hắn cầm ra Thiên Trần Kiếm, đây là Trần Tông Tông Chủ, ở trên đường tới, đặc biệt cho Diệp Thần chuẩn bị. 3 tên tinh khiếu võ giả thấy một màn này, nhất thời khinh thường cười một tiếng. Một người tạo hóa cảnh tầng 6 thiên con kiến hôi, cũng muốn đối với bọn họ ra tay. Nhạc Trì, người đi giải quyết hắn. Một cái trong đó người mở miệng nói. Kêu Nhạc Trì chàng thanh niên, từ 3 người bóng người bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy dữ tợn nụ cười. Trong tay hắn lợi kiếm cầm chặt, khinh thường nhìn một cái Diệp Thần, sau đó một kiếm bỗng nhiên xông lên đi giết. Diệp Thần một đôi hằng cổ không sóng trong mắt, không có bất kỳ chập chờn, sau đó nâng lên Thiên Trần Kiếm, bất hủ kiếm ý, từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Một đạo kiếm quang bén nhọn, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Bất hủ kiếm ý hơi thở, tràn ngập ở trên không khí bên trong, một kiếm giống như kinh hồng giáng thế, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Oanh! Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần kiếm quang trực tiếp cầm Nhạc Trì kiếm khí vỡ ra tới. Kiếm quang thế như trẻ tre, xông về Nhạc Trì. Nhạc Trì cả người sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần kiếm quang lại mạnh như vậy. Hắn vừa định muốn né tránh, nhưng phát hiện mình bóng người đã bị phong tỏa. Làm tỏa định trong nháy mắt kia, kiếm quang bỗng nhiên hạ xuống. Oanh! Một kiếm hạ xuống, Nhạc Trì cả người thân thể trực tiếp bị chém đứt thành hai nửa. T. Còn thừa lại hai người tinh khiếu cảnh võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, Nhạc Trì lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Bọn họ hai chân có một ít run run, nhìn Diệp Thần ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Ở nơi này là một cái trái hồng mềm, hoàn toàn chính là một tôn sát thần. Chạy! Bọn họ không có chút do dự nào trực tiếp chạy trốn, đối mặt Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ chiến ý. Nhạc Trì thực lực và bọn họ kém không nhiều, một kiếm có thể trong nháy mắt giết Nhạc Trì, bọn họ chỉ sợ cũng như nhau. Nếu muốn tìm chết, liền lưu lại đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trong tay Thiên Trần Kiếm, bỗng nhiên bây giờ chém ra hai đạo kiếm quang bén nhọn. Kiếm quang bộc phát ra ánh sáng sáng chói, tốc độ nhanh như tia chớp, bỗng nhiên bây giờ xông lên đi giết. Oanh! Hai cái chạy trốn bóng người, trực tiếp chồng ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sống. Đối với Diệp Thần trong mắt, chỉ bất quá một cái khúc nhạc đệm mà thôi, thu hồi Thiên Trần Kiếm, tiếp tục về phía trước đi. Được đi 2 giờ sau đó, Diệp Thần phát hiện chung quanh kiếm ý càng ngày càng lớn mạnh. Ở một nơi trên ngọn núi, một đạo cái hộp kiếm sừng sững trời cao, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Mà cái hộp kiếm chung quanh lại lơ lửng 6 chuôi thần kiếm. Thần kiếm oai, để cho người nhìn mà sợ. Trong đó 3 đạo Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Một đạo, Kim Mang Giả Thiên. Trảm Thiên Nhất Kiếm. Một đạo, Phần Diệt Thương Khung. Phần Thiên Nhất Kiếm. Đạo thứ 3, chính là vậy đạo ẩn chứa cao nhất sấm kiếm thứ 3. Còn như còn dư lại 3 kiếm, Diệp Thần chỉ riêng liếc mắt nhìn, liền phát hiện tâm thần chấn động, trong miệng lại là khạc ra một miệng đỏ bừng máu. Thật là mạnh kiếm ý. Phong Thanh Dương cái hộp kiếm mạnh như vậy, vậy Phong Thanh Dương bản thể vậy là cái gì thực lực? Ban đầu Phong Thanh Dương coi rẻ qua thần quốc, chẳng lẽ Phong Thanh Dương từng ở thần quốc để lại cái gì kinh thiên truyền thuyết? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng cái hộp kiếm đi về phía. Chỉ cần tìm được cái hộp kiếm, là có thể rời đi cái thế giới này. Diệp Thần nhanh chóng đi tới chân núi, phát hiện hội tụ không thiếu võ giả. Dù là tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả sắc mặt, cũng có một ít ngưng trọng. Từ bọn họ sắc mặt, Diệp Thần có thể xem xét đi ra, cái hộp kiếm hẳn liền ở phía trên nhất đỉnh núi. Nghĩ đến đây,
Diệp Thần trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Dĩ nhiên hắn cũng không có lỗ mãng leo núi, tinh khiếu cảnh võ giả cũng không có đi lên, nhất định có chuyện gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Trong đó một người tinh khiếu tầng 5 thiên võ giả, chân thực có chút không chịu nổi, chuẩn bị một mình leo núi. Cái hộp kiếm thì ở đỉnh núi phía trên, bọn họ muốn leo lên mà nói, chỉ cần 2 giờ. Tinh khiếu tầng 5 thiên võ giả, bước ra bước chân, nhanh chóng xông lên, nhưng mà đi 1/3 chặng đường. Tên kia võ giả cả người trên mặt biến thành hoảng sợ thần sắc, bỗng nhiên bây giờ phát ra kêu to một tiếng. Cả người thân thể ngã ở đỉnh núi bên trong. Vốn là nhao nhao muốn thử võ giả, lại cũng không dám đi lên. Mới vừa rồi gã cường giả kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền hoàn toàn tử vong. Có một số việc, những thứ không biết, mới đáng sợ nhất. Diệp Thần cau mày, thấy mới vừa rồi một màn kia, cũng có một ít làm không rõ ràng. Mới vừa rồi tên kia tinh khiếu tầng 5 thiên võ giả, rốt cuộc gặp cái gì, như vậy sợ hãi. Cái hộp kiếm liền ở phía trên, chỉ cần 2 giờ là có thể bắt được, nhưng mà lại không có một người võ giả dám động. Cái hộp kiếm tuy tốt, bất quá mình nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Ngươi, đi qua đi 2 bước, có nguy hiểm gì lập tức lui xuống. Giờ phút này, một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả, đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Tinh khiếu cảnh đỉnh cấp thực lực, ở vạn kiếm trong mộ mặt cũng coi là cường giả. Hắn mà nói, rất rõ ràng muốn cưỡng bức người khác đi thử nước. Diệp Thần nhướng mày một cái, muốn để cho hắn làm chuột bạch nhỏ đi dò đường. Cút! Một chữ trực tiếp hướng về phía vậy tinh khiếu đỉnh cấp võ giả đi. Tại chỗ võ giả bên trong, hắn cảnh giới coi như là phía dưới cùng một tầng. Tinh khiếu cảnh võ giả tự nhiên cũng phải tìm trái hồng mềm. Làm Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, tại chỗ võ giả nhìn chằm chằm hắn, có chút nghi ngờ, cũng có một ít coi rẻ. Một người nho nhỏ tạo hóa cảnh, lại dám mắng tinh khiếu cảnh cường giả, thật sự là đầu óc có vấn đề. Tên kia tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, cả người sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Một người tạo hóa cảnh võ giả, lại dám ở trước mặt hắn nói cút chữ, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Diệp Thần trong tay thiên trần kiếm lấy ra, biết cuộc chiến đấu này không có biện pháp tránh. Chung quanh võ giả nhường ra một phiến đất trống, hiện tại không ai dám đi lên đỉnh, tự nhiên hy vọng có thể xem náo nhiệt. Bọn họ rất muốn biết, Diệp Thần rốt cuộc có cái gì sức lực, dám đối với tinh khiếu đỉnh cấp cường giả ra tay. Dĩ nhiên ở càng nhiều võ giả trong mắt, cho rằng Diệp Thần thuần túy chính là một cái người điên, hoặc là nói đã là một người chết. Tinh khiếu cảnh cường giả, một cái tát là có thể đập chết Diệp Thần. Diệp Thần trên mình, bất hủ kiếm ý điên cuồng bộc phát ra, trong cơ thể năng lượng không ngừng tràn vào đến thiên trần kiếm bên trong. Không có hết thảy lá bài tẩy, nhưng là hắn có kiếm. Kiếm đạo tâm, mạnh nhất chính là không chịu thua. Tinh khiếu cường giả đỉnh phong, khóe miệng xuất hiện một món nụ cười khinh thường, sau đó đưa ra chỉ một cái. Hắn muốn chỉ một cái cường thế nghiền ép chết Diệp Thần. Hắn đầu ngón tay điên cuồng ngưng tụ năng lượng, kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên lan tràn ra. Chỉ một cái ngay tức thì rơi xuống, Diệp Thần không có chút nào do dự, trong tay thiên trần kiếm bỗng nhiên nâng lên. Một đạo kiếm quang bén nhọn, ngay tức thì ngưng tụ, bỗng nhiên rơi xuống. Ở hai người bây giờ lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng kinh khủng nổ vang. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người bỗng nhiên xông tới. Tinh khiếu cảnh võ giả cả người sắc mặt nhẹ biến đổi, Diệp Thần lại không có chỉ một cái bị nghiền ép chết. Điều này sao có thể? Bên cạnh võ giả, trong mắt toát ra cổ quái thần sắc, nhìn tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong ánh mắt có chút khinh bỉ. Ngươi một người tinh khiếu cảnh cường giả, liền tạo hóa cảnh võ giả cũng không thể trong nháy mắt giết, cả người tu vi sợ rằng tu đến trên thân chó chứ. Giờ khắc này Diệp Thần, muôn người ngắm nhìn. Bọn họ muốn xem Diệp Thần có thể đi tới một bước kia, có thể hay không giết chết tinh khiếu cảnh cường giả. Mặc dù cái ý nghĩ này, ở võ giả trong đầu chớp mắt rồi biến mất. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, cả người thốt nhiên giận dữ. Trong tay lợi kiếm bỗng nhiên bây giờ rút ra, một kiếm đâm về phía Diệp Thần ngực.
Ở hắn đâm đi qua thời điểm, một đóa đóa kiếm hoa tấn công tới. Diệp Thần trong tay Thiên Trần kiếm, bỗng nhiên rơi xuống, một kiếm chém ở tinh khiếu cảnh võ giả Lợi kiếm phía trên. Phịch! Truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm Lợi kiếm mũi kiếm khoảng cách Diệp Thần chỉ còn lại 3 cm thời điểm. Diệp Thần bóng người hướng bên trái di động, tránh thoát một kiếm này. Như tia chớp tốc độ, đi thẳng tới hắn bên người. Ở sông lên lúc tới, quả đấm nhẹ cầm chặt, truyền tới tiếng kéo kẹt. Một đấm bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Một quyền này, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, giống như một đạo sấm sét lóe lên. Oanh! Tinh khiếu cảnh cường giả, cả người bóng người không ngừng lui về phía sau. Phốc suy! Một búng máu trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra. Chung quanh quan sát võ giả, người người kinh ngạc há to miệng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, bất quá mọi người không phải người ngu, cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần một mực ở chiếm cứ thượng phong. Thật là kỳ quái. Tạo hóa cảnh có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu, thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Bọn họ đã không dám tưởng tượng. Giờ phút này tinh khiếu cảnh cường giả có khổ không nói ra được, hắn hơi thở hoàn toàn không thể chế trụ Diệp Thần. Thậm chí mơ hồ bây giờ còn bị Diệp Thần áp chế. Cái này làm cho hắn từ nơi nào nói phải trái. Nếu như bình thường tạo hóa cảnh võ giả, cũng sớm đã để cho hắn một cái tát đập chết. Diệp Thần trên mặt không nhìn ra bất kỳ vui sướng nào diễn cảm, tựa hồ vốn nên như vậy. Nếu như không phải là một thân thủ đoạn không thể vận dụng, hắn đã sớm đánh một trận trong nháy mắt giết đối thủ, cần gì phải lãng phí bây giờ thời gian. Thật may mọi người không biết Diệp Thần ý tưởng, nếu không nhất định sẽ kinh được cằm cũng rớt. Diệp Thần một lần nữa xông lên đi giết, trong thân thể bất hủ kiếm ý, không ngừng phun tràn ra. Trong cơ thể năng lượng, điên cuồng tràn vào đến Thiên Trần kiếm bên trong, hắn hiện tại đã không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Trên cánh tay mặt nổi gân xanh, Thiên Trần kiếm vào giờ khắc này, bỗng nhiên nâng lên. Làm nâng lên trong nháy mắt, tinh khiếu cảnh võ giả, cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đỡ được. Đây là trong nội tâm hắn mặt dự cảm, mặc dù có một ít buồn cười, bất quá nhưng chân thực tồn tại. Thiên Trần kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, kiếm ý bén nhọn điên cuồng phun trào. Kiếm ý ở không khí chung quanh bên trong lưu động, một số võ giả vội vàng lui về phía sau. Bọn họ phát hiện lại không thể ngăn cản kinh khủng kiếm ý. Một đôi đôi khiếp sợ trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong? Bọn họ trong nội tâm nghi ngờ, theo Diệp Thần một kiếm không còn gì vô tồn. Diệp Thần trong tay một kiếm hạ xuống, khoảnh khắc bây giờ cũng đã rơi xuống. Oanh! Đang rơi xuống một khắc kia, tinh khiếu cảnh cường giả phát hiện mình bóng người đã bị phong tỏa, không thể lui được nữa, chỉ có thể nâng lên trong tay lợi kiếm muốn đón đỡ. Một kiếm hạ xuống, tinh khiếu cường giả đỉnh phong cả người bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ở hắn bay ra ngoài một khắc kia, ngực xuất hiện một đạo máu rầm rề vết thương. Trong cơ thể hắn máu, không ngừng phun tràn ra, một búng máu từ trong miệng phún ra ngoài. Diệp Thần thu hồi Thiên Trần kiếm, đi tới tinh khiếu cảnh võ giả trước mặt, một cái tay trực tiếp bắt hắn lại cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên để cho ngươi đi cảm thụ một chút, đỉnh núi bên trong rốt cuộc có vật gì? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, toát ra một tia người mang nụ cười vô hại, nhưng mà ở tinh khiếu cảnh võ giả trước mặt, nhưng giống như là ác ma mỉm cười. Không, không muốn, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta. Diệp Thần cười không nói, nếu như không phải là mình thực lực cường đại, kết quả chính là hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị hắn giết chết. Muốn hắn tha, nếu như Diệp Thần thật thực lực yếu ớt, tinh khiếu cảnh võ giả sẽ tha hắn sao? Diệp Thần vung tay lên, trực tiếp cầm hắn ném vào trên ngọn núi mặt. Giờ phút này một trận âm phong thổi qua, để cho tinh khiếu cảnh võ giả có chút sợ hãi. Vây xem võ giả đã không biết cần phải nên nói cái gì cho phải. Tinh khiếu đỉnh cấp thực lực võ giả yếu sao? Cũng không phải là, chỉ bất quá Diệp Thần quá mức yêu nghiệt mà thôi. Dĩ nhiên cũng không có ai sẽ đáng thương hắn, nếu như không phải là ban đầu hắn cưỡng bách Diệp Thần đi, cũng sẽ không có bây giờ sự việc. Nói liếc chính là tự làm tự chịu, oán không được người khác.
Tinh khiếu cảnh võ giả sừng sững ở đỉnh núi bên trong, không biết nên làm thế nào cho phải. Một khi đi xuống, Diệp Thần sợ rằng sẽ một kiếm trực tiếp cầm hắn trong nháy mắt giết. Hắn cắn răng một cái, quyết định tìm tòi kết quả. Hắn nếu như leo mỏm đá đỉnh núi nói không chừng có một tia mạng sống cơ hội, nếu như lui xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này hắn hai chân, run rẩy không ngừng, từng bước một đi được dè đặt. Mỗi đi một bước, hắn cũng cảm giác mình ở tử thần trên mũi đao khiêu vũ. Diệp Thần híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn cũng muốn xem, ngọn núi này, có cái gì địa phương cổ quái. Tinh khiếu cảnh võ giả từng bước một đi tới trước, lại đi đến 1/3 thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, không dám tiếp tục về phía trước. Mới vừa rồi chết tên kia võ giả, trên thi thể còn có một tia ấm áp, hoàn toàn không có lạnh thấu. Mới vừa rồi hắn chính là một cước bước ra đi, sau đó trực tiếp tử vong. Cuối cùng tinh khiếu cảnh võ giả cắn răng một cái, nhắm mắt lại, quyết định bước ra một bước. Oanh! Làm hắn bước ra một bước thời điểm, mở mắt ra phát hiện mình cũng chưa chết. Tạm thời bây giờ mừng rỡ như điên, lá gan trở nên có chút lớn, tiếp tục về phía trước đi. Nhưng mà hắn đi không có vượt qua 100 bước, nhất thời cùng trước kia võ giả toát ra vậy diễn cảm, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ở đỉnh núi phía dưới võ giả, thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Chẳng lẽ không có thể leo lên đỉnh núi? Vậy như thế nào lấy được thiên thần cái hộp kiếm? Diệp Thần lại không có mở miệng, hắn phát hiện một tia vấn đề, làm tinh khiếu cảnh võ giả bước ra bước chân thời điểm, đỉnh núi nhỏ nhẹ run một cái. Cũng là bởi vì là vậy một chút run rẩy mới sẽ đưa đến tinh khiếu cảnh võ giả tử vong. Ở đó một chút run rẩy bên trong, cũng không biết tinh khiếu cảnh võ giả nhìn thấy gì, mới sẽ toát ra sợ hãi diễn cảm. Mặc dù cảm giác được một tia vấn đề, chỉ bất quá Diệp Thần còn không dám đi tùy tiện thử nghiệm. Diệp Thần có thể quan sát được, một ít lanh mắt võ giả, giống vậy có thể phát hiện. Trong nháy mắt, võ giả sinh động, ở đỉnh núi run rẩy thời điểm, chỉ phải giữ vững không nhúc nhích, có phải hay không là có thể an toàn thông qua. Một có ý nghĩ này, một ít lá gan tương đối lớn võ giả, chuẩn bị thử một chút. Bọn họ hai chân bước vào đỉnh núi, bắt đầu di động. Ánh mắt một mực ở cẩn thận quan sát, một khi đỉnh núi run rẩy thời điểm sẽ dừng lại. Ở đỉnh núi hơi run rẩy thời điểm, giữ tại chỗ không nhúc nhích, quả nhiên có thể bình yên vô sự. Một ít trông chờ võ giả, thấy một màn này cũng không nhịn được nữa, trực tiếp leo mỏm đá đỉnh núi. Cái hộp kiếm liền ở phía trên, mặc dù hao phí một ít thời gian, nhưng là chỉ cần có thể bắt được, lãng phí nhiều ít thời gian, đều là đáng. Diệp Thần bước ra hai chân, bắt đầu đi tới trước, đỉnh núi thỉnh thoảng truyền tới run rẩy, một ít không chú ý võ giả, trực tiếp tử vong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mặc dù chết đi một bộ phận võ giả, bất quá Diệp Thần coi như hữu kinh vô hiểm đi tới trên ngọn núi mặt. Ở đỉnh núi, cái hộp kiếm truyền tới phong cách cổ xưa kiếm ý, không để cho bất kỳ võ giả đến gần. Muốn lấy đi thiên thần cái hộp kiếm, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần bước ra một bước, cảm nhận được đè nén kiếm ý, mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn còn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Hiện tại bắt đầu thanh tràng đi. Lúc này, một người tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong đứng ra, nhìn một cái mọi người ở đây. Giờ phút này còn lại đứng đầu thế lực võ giả, từng cái đứng ra. Có một cái quy định bất thành văn. Cuối cùng, chỉ cần không phải đứng đầu thế lực võ giả, toàn bộ đều cần phải rời khỏi. Thiên thần cái hộp kiếm chỉ có thể rơi vào bọn họ đứng đầu thế lực trong tay. Từng tên một võ giả đứng ra, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện ít nhất có 5 tên nửa bước phong môn cường giả, còn có 10 tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả. Cái trận này cho, đã có thể trong nháy mắt giết nơi này bất kỳ thế lực. Còn lại thế lực kiếm tu, thấy một màn này, cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Bọn họ là thật không nghĩ tới, đứng đầu thế lực võ giả. Lại sẽ như thế bá đạo. Diệp Thần cau mày, Phong Thanh Dương cái hộp kiếm hắn nhất định phải bắt vào tay, nhưng là 5 tên nửa bước phong môn cường giả, cũng đã để cho hắn có một ít nhức đầu, huống chi còn có 10 tên tinh khiếu cảnh đỉnh cấp võ giả, ở một bên mắt lom lom. Cái hộp kiếm vốn chính là vật vô chủ, dựa vào cái gì thanh tràng. Diệp Thần vào thời khắc này đứng ra,
Hiện tại hắn không thể không xuất hiện, để cho nó hơn thế lực võ giả và đứng đầu thế lực tranh đấu. Tình cảnh vượt hỗn loạn càng tốt, như vậy hắn mới có thể có cơ hội bắt được cái hộp kiếm. Làm Diệp Thần đứng ra một khắc kia, còn lại thế lực võ giả, ánh mắt đặt ở hắn trên mình. Mọi người cùng nhau ra tay, ta cũng không tin, đứng đầu thế lực có thể cái tay che trời. Còn lại thế lực võ giả, cũng không thiếu tinh khiếu cảnh, chỉ bất quá thiếu ít một chút đỉnh cấp chiến lực. Nếu quả thật phải liều mạng đánh nhau, đứng đầu thế lực võ giả, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là cũng không thể hoàn toàn trấn áp. Đứng đầu thế lực nơi này võ giả, nhìn chằm chằm Diệp Thần, sắc mặt dần dần đổi được không tốt. Nếu như không phải là chiếu cố đến Diệp Thần ở dưới chân núi thực lực, hiện tại chỉ sợ sớm đã ra tay. Chí ít Diệp Thần ban đầu biểu hiện ra sức chiến đấu, có thể uy hiếp được tinh khiếu cảnh đỉnh cấp. Vốn là không có đứng ra còn lại thế lực võ giả, ngại vì đứng đầu thế lực cường thế sẽ rời đi. Chỉ bất quá hiện tại, bọn họ muốn thử một chút. Diệp Thần trong lòng tính toán, những võ giả này nội tâm vô cùng rõ ràng, bất quá vậy thì như thế nào? Bọn họ cũng muốn làm cho cả tình cảnh đổi được hỗn loạn lên. Đục nước béo cò mọi người đều biết, còn như ai có thể bắt được cái hộp kiếm, đương nhiên là bằng bản lãnh của mình. Diệp Thần cầm ra Thiên Trần kiếm, vào giờ khắc này dẫn đầu xuất thủ. Làm hắn xuất thủ trong nháy mắt, các phe thế lực võ giả, giống vậy ra tay. Đứng đầu thế lực võ giả, sắc mặt dị thường khó khăn xem, chỉ có thể cưỡng ép ra tay. Nháy mắt bây giờ, ở Diệp Thần bên người, xuất hiện một người nửa bước phong môn cường giả. Trong tay hắn lợi kiếm bỗng nhiên bây giờ đã đâm đi. Ở hắn đâm đi ra trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người nhẹ né tránh. Hắn bây giờ cũng không muốn động thủ. Lần này Thiên Thần cái hộp kiếm mới là trọng yếu nhất, chỉ có bắt được Thiên Thần cái hộp kiếm, mới là hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu. Diệp Thần muốn rời khỏi, nhưng mà nửa bước phong môn võ giả, căn bản không cho hắn rời đi cơ hội. Từng bước ép sát, để cho hắn không có biện pháp đi tới trước. Diệp Thần cau mày, trên mặt xuất hiện một tia giận dữ, tượng đất còn có ba phần lửa, huống chi là hắn. Thiên Trần kiếm trực tiếp nắm trong tay, một kiếm bỗng nhiên bây giờ vung chém ra đi. Trên người kiếm ý điên cuồng bộc phát ra, kiếm quang ở trên không khí bên trong lưu chuyển, phát ra ông ông tiếng vang. Oanh! Một kiếm hạ xuống, để cho nửa bước phong môn võ giả nhẹ lui về phía sau năm bước, thừa dịp bây giờ thời gian, Diệp Thần cả người trực tiếp xông tới. Nhưng mà, ở Diệp Thần sau lưng, một đạo kiếm quang bén nhọn, ầm ầm tới. Kiếm quang tùy ý tới, Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể xoay người, giống vậy quơ múa ra một kiếm. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, kinh khủng dư âm, chấn hai bên trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Thần rơi trên mặt đất, khóe miệng khạc ra một búng máu, ở chỗ này, không có huyết mạch và luân hồi mộ địa, không có đã từng là hết thảy, hắn và nửa bước phong môn vẫn có một ít chênh lệch. Cũng không phải là như thế dễ dàng có thể vượt qua. Từ mặt đất đứng lên, trên người bất hủ kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra. Bất hủ kiếm ý tràn ngập ở trên không khí bên trong, phóng lên cao. Thiên Trần kiếm vào giờ khắc này, phát ra tia sáng chói mắt. Diệp Thần nâng lên cánh tay, một kiếm trực tiếp quơ múa ra. Kiếm quang hoành đảo thiên quân, biến dạng không gian, hướng nửa bước phong môn xông lên đi giết. Nửa bước phong môn trên mặt hơi có chút ngưng trọng, trong tay lợi kiếm quơ múa ra. Oanh! Đang nổ trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới. Hắn bây giờ, phải mau sớm giải quyết hết nửa bước phong môn, sau đó bắt được Thiên Thần cái hộp kiếm. Làm Diệp Thần đi tới nửa bước phong môn trước mặt, Thiên Trần kiếm bỗng nhiên đâm ra đi. Kiếm hoa lưu chuyển, kiếm ý tùy ý bay lượn. Phịch, đâm. Một kiếm hạ xuống, trực tiếp phá vỡ nửa bước phong môn quần áo, lưỡi kiếm không có vào đến ngực hắn bên trong. À, tên này nửa bước phong môn cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp ném ra, hướng Diệp Thần tim đâm tới. Phá không thanh âm truyền tới, lợi kiếm nhanh chóng lưu động, Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bóng người nhẹ né tránh, trực tiếp tránh thoát đi, nhưng mà trong tay hắn Thiên Trần kiếm tiếp tục đi sâu vào hắn trong thân thể. Sau đó một kiếm trực tiếp rút ra.
Ở rút ra một khắc kia, một đạo máu loãng bão táp. Nửa bước phong môn bóng người, trực tiếp sắt rơi trên mặt đất. Diệp Thần thu hồi Thiên Trần kiếm, nhìn một cái, phát hiện toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn loạn làm một đoàn. Chiến đấu hơi thở và mùi máu tanh tràn ngập ở trên không khí bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Thần cái hộp kiếm, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, phát hiện Thiên Thần cái hộp kiếm tản mát ra mạnh mẽ kiếm ý, không ngừng hướng hắn xông lại. Những thứ này kiếm ý muốn ngăn cản Diệp Thần tiếp tục tiến về trước. Diệp Thần trên người bất hủ kiếm ý bộc phát ra, tới chống cự cái này cổ kiếm ý, từng bước một đi tới trước. Có một số võ giả, thấy Diệp Thần hướng Thiên Thần cái hộp kiếm phóng tới, nhất thời bây giờ muốn phải đi ngăn cản. Hắn vừa qua đi, phát hiện vô cùng vô tận kiếm ý xông lại, để cho hắn từng bước khó đi. Diệp Thần vẫn còn ở chật vật ngăn cản, mặc dù đi rất chậm, bất quá bước chân lại không có dừng lại. Một bước hai bước, tiếp tục đi, khoảng cách Thiên Thần cái hộp kiếm vậy càng ngày càng gần. Thời khắc này Diệp Thần cắn hàm răng, không ngừng đi tới trước, ở cách Thiên Thần cái hộp kiếm chỉ còn lại 10cm thời điểm, đưa tay ra cánh tay, bỗng nhiên bắt Thiên Thần cái hộp kiếm. Oanh! Vào giờ khắc này, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu không ngừng sụp đổ, vốn là đánh nhau võ giả, toàn bộ đều đã dừng lại. Bọn họ một cặp tròng mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Nắm trong tay Thiên Thần cái hộp kiếm, thời khắc này Diệp Thần phát hiện bất hủ kiếm ý, máu thần, ma khí, canh kim khí, thậm chí còn phong thanh dương ba kiếm. Không ngừng từ hắn trong thân thể tràn ra. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, vốn là biến mất đồ, vào giờ khắc này, toàn bộ đều trở về. Giao ra Thiên Thần cái hộp kiếm, tha ngươi không chết. Lúc này, một người võ giả mở miệng nói. Tất cả thế lực võ giả, một đôi cặp tròng mắt toàn bộ đều đã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thiên Thần cái hộp kiếm tới quan trọng lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi. Một cái tạo hóa cảnh tiểu tử lại cũng dám và bọn họ cướp. Cái gì chó má Thiên Thần cái hộp kiếm, các ngươi có biết kiếm này hạp tên thật là Lục Đạo cái hộp kiếm. Các ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Diệp Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng, một đôi nghiêm nghị tròng mắt nhìn chằm chằm rất nhiều võ giả. Nếu như trước hắn còn có điều cố kỵ, bất quá hiện tại đã không có gì phải sợ. Những võ giả này, hắn hoàn toàn không có coi ra gì, liền cùng một đám con kiến như nhau tiện tay là có thể nghiền giết. Ha ha, chiến đấu của ngươi lực thật là không tệ, bất quá đối mặt như thế nhiều võ giả, cái hộp kiếm ngươi không phòng giữ được. Trong đó một người nửa bước phong môn võ giả mở miệng, nếu như Diệp Thần không giao, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đụng phải tất cả võ giả vây công. Lấy lực một người đối kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp nói, các ngươi muốn tranh đoạt Thiên Thần cái hộp kiếm, còn chưa đủ cách. Diệp Thần đem Thiên Thần cái hộp kiếm cầm chặt ở trong tay, trên người sát ý không ngừng thả ra ngoài. Không khí chung quanh ngay tức thì động lại, trên mặt đất xuất hiện tầng tầng hàn băng. Tại chỗ võ giả chỉ cảm thấy đột nhiên tiến vào trong hầm băng mặt như nhau giá rét, để cho bọn họ thân thể, không nhịn được run run. Lục Đạo cái hộp kiếm kiếm thứ nhất, Trảm Thiên Nhất Kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, kiếm trong tay trực tiếp quơ múa ra. Đâm! Kiếm quang bỗng nhiên bây giờ xông tới, ở trên không khí bên trong, kiếm quang đến mức, toàn bộ đều ngưng tụ tử vong ý. Rất nhiều võ giả cảm nhận được kinh khủng kiếm ý, không ngừng lui về phía sau. Bọn họ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà Diệp Thần kiếm nhanh hơn. Oanh! Một kiếm hạ xuống, khoảng cách gần đây 10 vị cường giả đồng loạt hóa là xương máu. Thấy một màn này, tất cả võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm trong nháy mắt giết như thế nhiều bịt cửa võ giả, quá dọa người. Các ngươi ai còn muốn xuất thủ? Diệp Thần một câu nói, không có bất kỳ võ giả lại dám mở miệng. Bọn họ chỉ cảm thấy cả người lạnh run, run rẩy không ngừng. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Trong đó một người võ giả trực tiếp mở miệng nói. Mệnh và cái hộp kiếm so với, bọn họ tự nhiên rõ ràng ai càng trọng yếu hơn. Vừa có võ giả rời đi, còn lại võ giả vậy dần dần rời đi. Lại tiếp tục đợi tiếp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ phi bọn họ có nắm chắc có thể bắt lại Diệp Thần. Võ giả dần dần rời đi,
Diệp Thần cũng không có rời đi, chuẩn bị cảm thụ lục đạo cái hộp kiếm bên trong kiếm ý. Cái này hồi nào không phải một đạo cơ duyên. Dẫu sao ngoại giới một cái ý niệm thời gian, nơi này chính là 10 năm. Như vậy thời gian chi so, đủ để cho hắn cảm ngộ đến kiếm thứ ba. Thánh Long gia tộc trận chiến ấy, Diệp Thần thi triển kiện thứ ba là hoàn toàn siêu gánh vác. Nếu như trở lại thực tế, hắn căn bản không có thể thi triển. Nếu là ở nơi này hoàn toàn lĩnh ngộ, có lẽ có thể ở bình thường dưới trạng huống thi triển. Hắn xếp chân ngồi trên mặt đất, cái hộp kiếm cắm ở hắn bên người, nhắm mắt lại. Thời gian tựa như ngừng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Vạn kiếm mộ bên trong kiếm, lại từng cái từ đỉnh núi bên trong bay lên. Vạn kiếm tề phi, tình cảnh rung động ở mọi người, bọn họ một đôi cặp tròng mắt nhìn chằm chằm vạn kiếm, phát hiện bay đi phương hướng, đúng lúc là Diệp Thần địa phương. Ở Diệp Thần sau lưng, trong hư không đứng vững vàng mấy chục ngàn thanh kiếm. Vạn kiếm ở trong hư không phát ra ông ông tiếng vang, điếc tai nhức óc. Tất cả võ giả toàn bộ sững sờ, trước kia có võ giả bắt được thiên thần cái hộp kiếm, cũng không có xuất hiện dị tượng như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ căn bản không rõ ràng, thậm chí cũng không dám đến gần Diệp Thần, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, rất sợ cái này mấy chục ngàn thanh kiếm cắm ở trên người của bọn họ. Diệp Thần trên mặt toát ra vui sướng diễn cảm, vạn kiếp kiếm chủ. Lấy được vạn kiếm đồng ý. Đây mới là thần kiếm cung cấm địa chân chính cơ duyên. Mấy chục ngàn thanh kiếm kiếm ý, không ngừng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Hơn nữa phong ấn ở liền Diệp Thần trong cơ thể. Nếu là có một ngày, Diệp Thần không địch lại người khác, phóng thích cái này vạn kiếm ý, ai có thể tương đương. Trong này có thể không chỉ có tinh khiếu cường giả kiếm ý. Còn có phong môn cường giả kiếm ý. Thậm chí thái hư cường giả kiếm ý cũng có. Lần này cấm địa chuyến đi, Diệp Thần không chỉ thu hoạch lục đạo cái hộp kiếm. Lại vẫn thu hoạch một đạo lá bài tẩy. Đủ để chống lại thái hư cường giả tồn tại. Chỉ tiếc, phong ấn một khi mở ra, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này vạn kiếm phong ấn, chỉ có thể thi triển một lần. Lớn mạnh như vậy lá bài tẩy, không tới sống chết để gặp, Diệp Thần chẳng ngờ sử dụng. Mà giờ khắc này, ngoại giới chỉ bất quá mấy giây thời gian. Kiếm cửu hàn kinh hãi phát hiện Diệp Thần bước vào cổ tháp bên trong, cổ tháp lại truyền đến cực mạnh chấn động. Không chỉ như vậy, cấm địa kiếm đồng loạt bay ra. Dù là kiếm trong tay hắn vậy tránh thoát ra. Kiếm cửu hàn hơi biến sắc mặt, năm ngón tay một chảo, muốn phải bắt được kiếm trong tay, nhưng phát hiện một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào. Hắn căn bản nắm trong tay không được. Diệp Thần tiến vào trong đó. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Không chỉ cấm địa, thần kiếm cung ra, vô số đệ tử, đường chủ, trưởng lão kiếm đồng loạt bay về phía trời cao. Dù là chờ đợi băng xương kiếm thần bội kiếm bên hông cũng là xông thẳng tới chân trời. Băng xương kiếm thần con người khiếp sợ vẫy không đi, nhưng là rất nhanh, hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, sợ rằng cái này dị tượng lại là thằng nhóc kia làm ra. Tên này, thật là đến kia liền gieo họa kia. Thần kiếm cung thương khung. Rậm rạp chẳng chịt kiếm ý trôi lơ lửng. Hơn nữa kiếm ý chỉ, chính là thần kiếm cung cấm địa. Giờ khắc này, tựa như thần kiếm ra đời. Mà cấm địa cổ tháp cũng là xuất hiện vết rách chẳng chịt. Khoảnh khắc bây giờ, nổ bể ra. Bụi mù cuồn cuộn. Một đạo cao ngạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người chủ nhân mở mắt ra, nói thật, bên trong thật đúng là khô khan, bất quá, thu hoạch ngược lại không tệ. Diệp Thần tầm mắt rơi vào kiếm cửu hàn trên mình, thời khắc này kiếm cửu hàn uyển như hóa đá. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần chung quanh. Kiếm ý vần quanh, ước chừng vạn đạo. Diệp Thần tiến vào bên trong, lại thu được đồng ý. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết vạn kiếp kiếm chủ. Vạn kiếp kiếm chủ không phải người khác, chính là thần kiếm cung khai tông lập phái tổ sư gia. Hắn thậm chí phát hiện vậy lượn lờ ở Diệp Thần bên người kiếm ảnh. Hình thành một đạo hư ảnh. Chính là thần kiếm cung chỗ sâu nhất pho tượng. Một giây kế tiếp, một tiếng, thần kiếm cung tông chủ kiếm cửu hàn lại trực tiếp quỳ xuống. Lại là quỳ xuống ở Diệp Thần trước người. Đệ tử kiếm cửu hàn gặp qua tổ sư gia. Lúc này,
đến phiên Diệp Thần bối rối. Kiếm Cửu Hàn đây là nháo vậy một ra. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, tông chủ, ngươi dậy. Ngươi quỳ ta là làm gì? Ta bất quá là đệ tử nòng cốt à. Kiếm Cửu Hàn thật lâu không dậy nổi, ngài thu được tổ sư ra đồng ý, ta tự nhiên muốn được quỳ tới bái lễ. Nắm trong tay cấm địa, lấy được vạn kiếp kiếm chủ người, ở thần kiếm cung quyền lợi liền giống như là tổ sư ra. Diệp Thần có chút không biết làm sao, khuyên can mãi mới để cho Kiếm Cửu Hàn đứng lên. Tổ sư ra, có chuyện còn muốn bẩm báo. Tông chủ à, van cầu ngươi đừng gọi ta tổ sư ra, ta có giả như thế sao? Vậy Diệp tiền bối được không? Kiếm Cửu Hàn thận trọng nói. Diệp Thần. Được rồi, tùy ngươi đi, đúng rồi ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì chuyện. Kiếm Cửu Hàn lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng nói, mới rồi có mấy người tìm tới thần kiếm cung, một người trong đó là vạn kiếm đế cung băng xương kiếm thần. Diệp Thần ngẩn ra, mặc dù chẳng biết tại sao băng xương kiếm thần tìm tới cửa, nhưng vẫn là nói, mau dẫn ta đi. Diệp tiền bối. Mấy phút sau, Diệp Thần đến chỗ nghỉ ngơi. Hắn thời gian đầu tiên chính là thấy được băng xương kiếm thần và Bắc Cung Tử Ngọc. Sư phụ! Bắc Cung Tử Ngọc chợt vào tới, lại là ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới băng xương kiếm thần làm sao sẽ cùng Bắc Cung Tử Ngọc chung một chỗ. Đây hoàn toàn không hợp lý à. Tử Ngọc, đây rốt cuộc tình huống gì, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Tây vực Bắc Cung gia tộc xảy ra chuyện? Bắc Cung Tử Ngọc nghĩ tới điều gì, liền vội vàng buông tay ra, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, cười nói, sư phụ, có ngươi ở đây, ai dám động ta Bắc Cung gia tộc? Về phần tại sao sẽ cùng băng xương tiền bối chung một chỗ, vậy dĩ nhiên là có nguyên do. Ngươi có biết ngươi có bạn gặp ta? Diệp Thần trao mày. Bằng hữu. Hắn ở Linh Võ Đại Lục bằng hữu không nhiều. Long Huyền, Hình Tử Đường đám người ở Thần Hỏa Học Viện, tự nhiên không thể nào cùng Bắc Cung Tử Ngọc tiếp xúc. Vậy còn có cái gì bằng hữu? Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới một người. Đã từng vì tìm Trần Bia tung tích. Diệp Thần đi Thăng Long thi đấu, biết một cái từ Hoa Hạ đi tới Linh Võ Đại Lục bằng hữu. Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm coi như là Diệp Thần tha hương ngộ cố chi, hơn nữa Trần Chi Phàm tính cách rất đúng Diệp Thần khẩu vị. Hai người lúc ấy liền trở thành sinh tử chi giao. Chỉ bất quá sau đó mình bị Tử Ngưng mang về Huyền Nguyệt Tông, Trần Chi Phàm tin tức liền mất đi. Xa nhau trước, Trần Chi Phàm thu hoạch thượng cổ truyền thừa, không biết kết quả như thế nào. Chẳng lẽ Trần Chi Phàm truyền thừa kết thúc, tìm được mình? Diệp Thần có chút kích động, vội vàng nói, người này nhưng mà Trần Chi Phàm. Bắc Cung Tử Ngọc lắc đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo vô cùng cái xuyên thấu lực thanh âm tấn công tới. Điện chủ, nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần thần sắc biến đổi, cứng ngắc xoay người, phát hiện một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người nửa quỳ ở trước mặt mình. Trong mắt đỏ tươi thêm ướt át. Diệp Lăng Thiên gặp qua điện chủ. Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất, một bước xông lên trước, trực tiếp đem Diệp Lăng Thiên kéo lên. Một cái hung hãn ôm xiết. Nếu như nói Diệp Thần thủ hạ, cái nào và hắn cảm tình tốt nhất? Vậy chỉ có một, chính là Diệp Lăng Thiên. Hoa Hạ, Côn Lôn hư. Nếu như không có Diệp Lăng Thiên, có lẽ Diệp Thần ở Hoa Hạ đối mặt khốn cảnh muốn nguy hiểm hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên lại tới Linh Võ Đại Lục. Hắn làm sao có thể không vui, làm sao có thể không kích động. Lăng Thiên, ngươi làm sao tới Linh Võ Đại Lục, ngươi như thế nào? Bên kia còn tốt, ta phụ mẫu ở nơi đó như thế nào? Còn nữa, tôn di các nàng thế nào? Diệp Thần có quá nhiều vấn đề. Còn chưa nói xong, một đạo uyển chuyển thanh âm từ trong nhà truyền tới. Các nàng có được hay không, ngươi sẽ không đi hỏi sao? Tiểu thần tử, ngươi sợ là quên ta đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần ra đầu bỗng nhiên tê dại. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một đạo thanh thơm tấn công tới. Hơn nữa gian nhà cửa mở ra, một người vóc dáng cay thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Thần cách đó không xa. Thiếu nữ trong mắt như nước, vóc người mãnh liệt hết sức, thẳng hai chân để cho người ngừng hô hấp. Tôn Di. Thời gian tựa như định cách mấy giây,
Diệp Thần ngay tức thì vọt tới. Hung hãn ôm lấy Tôn Di. Quen thuộc kia cảm giác, tựa như để cho Diệp Thần trở lại nhiều năm trước mùa hè. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tôn Di là Diệp Thần một nữ nhân đầu tiên. Khu nhà đại đô câu chuyện chính là bắt đầu. Tôn Di nước mắt lã chã, ta tìm ngươi quá lâu. Băng xương kiếm thần ho nhẹ một tiếng, mọi người liền khá là thức thời tản ra. Cửa đóng lại. Cả nhà chỉ còn lại hai người. Kích thích tố hơi thở đang từ từ lên men. Ôm hôn sau đó, Tôn Di nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, Diệp Thần, có chuyện đại sự muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Huyết Minh cấm địa xuất hiện vấn đề, Côn Lôn hư linh thành cũng đã chết rất nhiều người, tựa hồ. Lâm Giác Long xuất hiện, hơn nữa Lâm Tuyệt Long hơi thở cực kỳ khủng bố. Ta tới linh võ đại lục chính là muốn thông báo ngươi tin tức này. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ôm Tôn Di, cảm thụ vậy vóc người hoàn mỹ, ta đã gặp qua Lâm Tuyệt Long, hơn nữa đánh không chỉ một lần qua lại. Người này chẳng biết tại sao trở thành hồn điện người. Còn có hấp thu người khác công lực năng lực. Bất quá, ngược lại không cần để ý, hắn ở ta trước mặt lật không dậy nổi hoa gì sóng. Đáng tiếc lần trước, để cho hắn chạy. Bất quá, hắn không chết, nguy hiểm vẫn tồn tại. Càn Khôn Sát Vực ở giữa quan tài đá, ta luôn cảm giác hồn điện đang nổi lên âm mưu gì, mà đây âm mưu mấu chốt, chính là Lâm Tuyệt Long người này. Tôn Di gật đầu một cái, Huyết Minh ta để cho Hàn Vân bọn họ tra xét, nếu như muốn ngược dòng có thể đến thượng cổ. Huyết Minh có quá nhiều bí ẩn, ta ở Linh Võ Đại Lục vậy không nhàn rỗi, để cho Tử Ngọc cho ta chuẩn bị ghi lại Linh Võ Đại Lục thượng cổ cổ tịch, ta tổng cảm thấy Côn Lôn hư không đơn giản. Tôn Di đột nhiên phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thần, ngươi tại sao nhìn như vậy ta? Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngươi trên mặt có đồ. À, Tôn Di mặt đẹp ửng đỏ, một năm thời gian, mới gặp lại Diệp Thần, nàng nhưng là muốn cho Diệp Thần một cái ấn tượng tốt, ta trên mặt có cái gì à? Diệp Thần đem Tôn Di càng phát ra ôm chặt, ngươi trên mặt. Có chút mê người à? Cùng lúc đó, hồn điện, chỗ sâu nhất. 49 tòa quan tài đá nối liền một cái đá đỏ thấm quan. Mà đây chút quan tài đá dưới nhưng là một cái sông máu. Đó là linh võ đại lục võ giả máu. Máu cường giả. Sông máu hai bên chất triệt trước vô số hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Hồn điện cao nhất điện chủ nhìn chằm chằm những thứ này quan tài đá, đối với bên người một cái người áo bào đen mở miệng nói, thất bại như thế nhiều lần. Xem ra vấn đề không phải ra ở những võ giả này trên mình, mà là một ít càng đặc thù tồn tại. Dưới mắt, chỉ có Lâm Tuyệt Long thành công. Chẳng lẽ linh võ đại lục điều kiện còn không bằng Côn Lôn hư? Ban đầu những tên kia bóp chết cái phương pháp này thực đang đáng tiếc à? Người áo bào đen nhìn chằm chằm đá đỏ thấm quan, thần sắc cực kỳ phức tạp, đột nhiên mở miệng nói, điện chủ, chuyện lần trước, tựa hồ chứng minh Diệp Thần thằng nhóc kia là thủ đoạn này khắc tinh à? Nếu như Diệp Thần không chết, vẫn là phải xảy ra vấn đề. Hồn điện điện chủ con người đông lại một cái, sát ý lạnh như băng bùng nổ. Hồi lâu, hồn điện chỗ sâu vang lên một đạo thấu xương thanh âm. Yên tâm, Diệp Thần không sống được mấy ngày. Bất kỳ dám ngăn cản ta hồn điện đường người, đều sẽ chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Một đêm yên lặng, cùng Diệp Thần tỉnh lại lúc đó, phát hiện Tôn Di đang tựa vào mình ngực. Loại cảm giác này để cho hắn tựa như trở lại khu nhà đại đô. Tôn Di nháy ánh mắt linh động, thân thể mềm mại đụng vào, Diệp Thần, ta thật tốt thích loại cảm giác này. Cảm giác hết thảy cũng yên tĩnh lại. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngươi là còn muốn ta động đi, ta cũng một đêm không ngủ. Tôn Di mắc cỡ đỏ mặt, tựa vào Diệp Thần ngực nói, Diệp Thần, ngươi thấy Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh các nàng sao? Các nàng có tốt không? Diệp Thần không muốn để cho Tôn Di lo lắng, liền nói các nàng dưới mắt chí ít rất an toàn. Tôn Di hiển nhiên cảm giác được Diệp Thần giọng không đúng, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta có được hay không, hiện tại ta cũng có chút thực lực, không biết tại sao, ta luôn cảm giác mình thân thể phát sanh biến hóa. Nhất là và ngươi cái đó sau đó, ta có thể cảm giác được mình đổi được không giống nhau. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Vội vàng chỉ điểm một chút ở Tôn Di nơi đan điền. Quả nhiên, Diệp Thần kinh hãi phát hiện Tôn Di huyết mạch lại mơ hồ thay đổi.
Tôn Di, người vận chuyển đan điền, nghĩ biện pháp đem huyết mạch lực lượng kích hoạt. Diệp Thần kích động nói, hắn tựa hồ chạm tới bí mật gì. Tôn Di nghi ngờ gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, ngạo nghễ vóc người hiển lộ, công pháp vận chuyển. Dần dần, Tôn Di bề mặt xuất hiện một đạo xích trần ánh sáng. Cái này, làm sao có thể? Diệp Thần có chút khó tin. Hắn đứng lên, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, một trường đột nhiên hướng vậy xích trần ánh sáng vỗ tới. Chạm được nháy mắt, một cổ cực mạnh lực phản chấn tấn công tới. Mình lực lượng lại không cách nào dung chuyển. Rất nhanh, xích trần ánh sáng tiêu tán. Tôn Di sắc mặt có chút trắng bệch, trán hiện đầy mồ hôi hột, Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Còn nữa, mới vừa rồi thân thể ánh sáng xuất hiện thời điểm, ta phát hiện đan điền linh khí hoàn toàn hao hết. Cảm giác thật là kỳ quái. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ mình và Tôn Di xảy ra quan hệ, đem xích trần thần mạch truyền cho Tôn Di? Hắn thử kích hoạt xích trần thần mạch, cùng trước kia như nhau. Xích trần thần mạch còn ở trong người. Cũng chỉ nói, Tôn Di huyết mạch trong cơ thể thay đổi. Lại có một phần chia xích trần thần mạch lực lượng. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng là hiện tại Tôn Di như kích thích trong cơ thể bộ phận xích trần thần mạch, liền có thể ngăn cản cường giả nhất kích. Đây là một cái tin tốt. Diệp Thần, rốt cuộc thế nào? Tôn Di tò mò vừa nói, nhưng là rất nhanh liền phát hiện Diệp Thần lại nhào tới, hung hãn đè lại nàng. Lại tới, ta muốn nghiệm chứng một ít thứ. Tôn Di gương mặt đỏ ửng, không biết làm sao ngón tay bắt pháp quyết. Nàng biết hiện tại muốn đứa nhỏ, đối với Diệp Thần tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mỗi lần chỉ có thể dùng thuật pháp ngăn cách. Rất nhanh, Tôn Di liền phát hiện bị ấm áp bọc. 6 giờ sau đó, Diệp Thần mặc xong quần áo, hắn chau mày, tựa hồ khâu nào xảy ra vấn đề. Tôn Di xích trần thần mạch theo số lần gia tăng, quả thật tăng trưởng một ít, nhưng là hiệu quả không lớn. Hơn nữa tu vi vậy cải thiện mấy phần. Đây là mình huyết mạch nghịch thiên tính. Luân hồi huyết mạch cường đại đến có thể thay đổi lương máu của người khác mạch. Vậy mình nếu là và Nhược Tuyết cũng được chuyện nam nữ, có phải hay không vậy có thể trợ giúp Nhược Tuyết có một ít xích trần thần mạch năng lực. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này chỉ là suy đoán, còn cần nghiệm chứng. Diệp Thần lại đem Linh Võ Đại Lục phát sinh một ít chuyện tình nói cho Tôn Di kinh hãi liền liền. Hồi lâu sau, Tôn Di mới nói cách khác ngươi và Nhược Tuyết sư phó tỷ thí không tới 20 ngày. Ban đầu nàng thực lực lớn mạnh như vậy, mặc dù ngươi hiện tại cường đại rất nhiều, nhưng là nàng khẳng định cũng không yếu à, ngươi xác định có thể trở lui toàn thân sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, linh vận thực lực mặc dù không biết như thế nào, nhưng là nàng hẳn không cách nào uy hiếp ta. Tôn Di thành tựu người phụ nữ giác quan thứ 6 vẫn là cảm giác có cái gì không đúng, bắt Diệp Thần tay nói, ta luôn cảm giác chuyện này có chút vấn đề. Linh vận ban đầu bất quá là tạo hóa tiên tôn, cho dù là mạnh nhất tạo hóa tiên tôn, thực lực tăng trưởng cũng quá nhanh. Diệp Thần ngươi có lá bài tẩy, không đại biểu nàng không có trắc bài à. Hơn nữa, linh vận sau lưng còn đứng một cái linh tiên đế cung cung chủ Hạ Linh Thu. Hạ Linh Thu nếu là cung chủ, nàng tự nhiên sẽ không để cho linh vận thất bại. Diệp Thần, ta cảm thấy còn chưa phải đi đi, chúng ta có thể đi cầu băng kiếm thánh vương, hắn là ngươi sư tôn, chắc có biện pháp giải quyết. Diệp Thần lắc đầu một cái, trận chiến này, không cách nào tránh khỏi, ta nếu không chiến, ta đạo tâm sẽ bị tổn thương, dù là ngày hôm đó có nguy hiểm lớn hơn nữa, ta đều phải đi. Tôn Di biết không cách nào thuyết phục Diệp Thần, liền nói, đã như vậy, người phải bảo đảm, nhất định phải thắng. Diệp Thần trong mắt tràn đầy quyết tâm, tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên rời đi thần kiếm cung. Được. Một tiếng sau đó, thần kiếm cung trước cửa. Diệp Thần chắp tay một cái nói, tông chủ, A Nhân và gia gia của nàng còn xin ngài giúp một tay chiếu cố, nếu như không có bọn họ, ta có lẽ không cách nào và thần kiếm cung kết duyên. Kiếm cửu hàn ánh mắt ngưng trọng, Diệp tiền bối, xin yên tâm, bọn họ ở thần kiếm cung địa vị sẽ không so đệ tử nội môn thấp. Nói thật, từ ngươi xuất hiện ở tông môn một khắc đó trở đi, ta liền biết thần kiếm cung không tha cho ngươi. Ngày xa cách, ta tuy biết đạo rất nhanh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy.
Ngươi có thể là ở thần kiếm cung ngây ngô thời gian ngắn nhất đệ tử nòng cốt, nhưng ngươi đồng thời cũng là thần kiếm cung nhất dẫn lấy làm hãnh diện đệ tử. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn hướng một phương hướng nhìn, hỏi tông chủ, sư phụ đâu? Kiếm Cửu Hàn thở dài một hơi, ta cái này sư thúc gặp không quen xa nhau, hắn sẽ không xuất hiện. Hắn mặc dù thu qua nhiều đệ tử như vậy, nhưng là ta khẳng định, người tất nhiên là hắn để ý nhất đệ tử. Ta thật nhiều ngày không thấy sư thúc cười, mấy ngày nay có thể là sư thúc cái này trăm năm qua vui vẻ nhất mấy ngày. Diệp tiền bối, hy vọng ngươi ngày sau đi qua thần kiếm cung nhất định phải tới nhìn chúng ta một chút. Hơn nữa, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, thần kiếm cung cũng sẽ là ngươi hậu thuẫn. Diệp Thần trong lòng cảm khái muôn vàn, hắn nhìn một cái góc phương hướng. Hắn biết sư phụ Vương Xuyên là ở chỗ đó. Vương Xuyên nhất định là hy vọng Diệp Thần một mực ở thần kiếm cung làm đệ tử của hắn. Nhưng là hắn định trước không cách nào vĩnh viễn ở thần kiếm cung đợi tiếp. Diệp Thần hướng cái hướng kia, đột nhiên quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, nói, sư phụ, một ngày vi sư suốt đời là cha. Bỏ mặc đệ tử sau này thành tựu như thế nào, người cuối cùng là ta sư phụ. Làm ta bước lên linh võ đại lục đỉnh cấp lúc đó, ta sẽ nói cho mọi người, thần kiếm cung có một vị ân sư, lý luận của hắn không có sai. Hắn dạy ra linh võ đại lục đệ tử ưu tú nhất. Diệp Thần cuối cùng vẫn là cáo biệt thần kiếm cung, mang theo Diệp Lăng Thiên và Tôn Di các người chuẩn bị trở về thần hỏa học viện. Mặc dù thần hỏa học viện có hạn chế, nhưng là hiện tại hắn nhất định có quyền hạn, nhận lấy cái này hai người cũng không tính là quá khó khăn. Diệp Lăng Thiên và Tôn Di Thiên Phú cũng không tệ, nếu là ở thần hỏa học viện tu luyện tự nhiên an toàn và nhanh chóng. Diệp Thần lo lắng vẫn là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi mặc dù tốt vòng vo rất nhiều, nhưng là vẫn còn không có tỉnh lại. Tổn thương trong cơ thể quá nặng. Hắn nhìn một cái luân hồi mộ địa thương cổ thần y, muốn câu thông, lần nữa bị đánh ra. Cái này thương cổ thần y cố nhiên nghịch thiên, nhưng nóng nảy vậy quá cổ quái liền đi. Diệp Thần sử dụng cửu u đế vương đưa phi thuyền, trước đem Bắc Cung Tử Ngọc đưa về Bắc Cung gia tộc. Hơn nữa lúc rời lúc đưa nàng rất nhiều tu luyện chí bảo. Những thứ này đủ để cho Tây vực Bắc Cung gia tộc mạnh mẽ rất nhiều. Nếu là không có Bắc Cung Tử Ngọc, Diệp Lăng Thiên và Tôn Di sợ rằng gặp mặt sắp nhiều nguy hiểm hơn. Sau đó, Diệp Thần điều khiển phi thuyền đem Kỷ Lâm nhận được. Kỷ Lâm thấy Diệp Lăng Thiên và Tôn Di cố nhiên vui vẻ, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Lạc Nhi hôn mê, lửa giận cháy. Diệp Thần, chúng ta giết tới Thánh Long gia tộc đi. Cái này đáng chết chó má Thánh Long, lại để cho Lạc Nhi tỉ tỉ như vậy. Ta tiên thiên độc thể phải đem bọn họ hoàn toàn độc chết. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, ta hiện tại không cách nào xác định Thánh Long gia tộc sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Về trước thần hỏa học viện, viện trưởng tin tức đường dây tương đối rộng, có lẽ có thể dò thăm cái gì. Đây là băng xương kiếm thần mở miệng nói, ta bất tiện đi thần hỏa học viện, trước hay là hồi vạn kiếm đế cung đi, các ngươi bảo trọng. Có chuyện tùy thời có thể đến tìm ta. Diệp Thần gật đầu một cái, băng xương kiếm thần nói có lý, dẫu sao hắn chỉ là thần hỏa học viện học sinh mà thôi. Diệp Thần đoàn người trở lại thần hỏa học viện. Thu xếp ổn thỏa Tôn Di Kỷ Lâm các người, Diệp Thần liền trực tiếp tìm được Cát Thanh, và hắn kể một chút hang bên trong sự việc. Cát Thanh gật đầu một cái, đối với Diệp Thần, hắn tin được. Chuyện này, ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm, ma tộc vậy có rất nhiều động tĩnh, quân ma Trần dã tâm thật sự là quá lớn. Diệp Thần lần nữa nghe được quân ma Trần tên chữ, thần sắc nghiêm túc, viện trưởng, cái này quân ma Trần rất mạnh sao? Viện tử gật đầu một cái, ta thực lực cũng không địch lại tên này. Cửu U quốc ở bên ngoài lời đồn đãi có thể đối kháng thần quốc. Đó là tất cả mọi người đều dừng lại ở đi qua cửu U quốc ấn tượng. Ma đế chết sau đó, vậy cửu U quốc liền lại nữa. Mà cùng chi ngược lại là ma tộc quân ma Trần. Quân ma Trần tiếp quản ma tộc lực lượng, bóp chết hết thảy thanh âm phản đối ma tộc cường giả, là đích thực bạo quân. Hơn nữa người này từ thượng cổ làm đến hiện tại, vậy tu vi và nội tình, không thể lường được. Diệp Thần, ta không hy vọng ngươi cùng quân ma Trần là địch. Chí ít hiện tại ta tuyệt không cho phép. Quân ma Trần cơn giận, không phải thần hỏa học viện có thể chống cự.
Diệp Thần mơ hồ cảm giác được mi tâm đau nhói. Hiển nhiên ma đế đối với cái này quân ma trần nổi nóng vạn phần. Hơn nữa, một đạo băng hàn thanh âm vang lên, huyết ma kiếm đã không có tác dụng, ta đề nghị ngươi ở thần hỏa học viện tu bổ. Thú hủ kiếm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng huyết ma kiếm như khôi phục đỉnh cấp, cũng không thua tất cả vũ khí. Tu bổ huyết ma kiếm, ta sẽ rót vào huyền ma một phần chia lực lượng, cũng coi là cho ngươi cơ duyên. Diệp Thần gật đầu một cái. Thánh Long gia tộc trận chiến ấy, huyết ma kiếm vì giúp mình thả hết thảy ma khí, hắn cảm động vạn phần. Nếu không phải đem huyết ma kiếm khôi phục, mình cũng không xứng dùng kiếm. Cát Thanh gặp Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, liền tiếp tục nói, đúng rồi, Thánh Long gia tộc đã đối với ngươi truy nã, không chỉ truy nã ngươi, còn truy nã một cái thiếu nữ khăn che mặt, nghe nói cái này thiếu nữ khăn che mặt Chu Diệt Thần quốc Mục gia người, lại là đả thương thần quốc sứ giả Mục Thiên Thịnh. Mục gia tức giận, sợ rằng tiếp theo linh võ đại lục muốn gió tanh huyết vũ. Diệp Thần hơi ngẩn ra, thiếu nữ khăn che mặt. Người này tại sao sẽ xuất hiện ở Thánh Long gia tộc? Hắn mơ hồ nhớ lại đi Huyền Nguyệt Tông lúc gặp cái đó thiếu nữ khăn che mặt. Chẳng lẽ là cùng một người? Viện trưởng, nhưng có bức họa. Diệp Thần hỏi. Cát Thanh gật đầu một cái, theo vung tay lên, một bức họa xem liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn bức họa, Diệp Thần luôn cảm giác rất quen thuộc. Ngụy Dĩnh. Diệp Thần lắc đầu một cái, chủ yếu bức họa bên trong thiếu nữ khăn che mặt khí chất quá cao quý đẹp lạnh lùng. Hơn nữa tựa hồ là thái hư cảnh tu vi. Ngụy Dĩnh làm sao có thể như vậy nghịch thiên, tu vi thái hư. Rồi sau đó, Cát Thanh lại hỏi nói, đừng xem, thiếu nữ này quá mức thần bí, và ngươi không phải người cùng một đường, bất quá đủ loại dấu hiệu bề ngoài. Người này đi Thánh Long gia tộc không phải là đơn giản trả thù, càng giống như phải đi cứu ngươi. Nàng tức giận có thể chặt đứt Thánh Long gia tộc hơn nửa căn cơ à, nếu là không có Thánh Long gia tộc vậy mấy cái lão yêu quái ra tay, sợ rằng Thánh Long gia tộc đều có thể bị nàng xóa đi. Thật là kỳ quái, như vậy trẻ tuổi, lại có như thực lực này, vì sao không tra được bất kỳ tin tức nào? Mấu chốt nàng tại sao cứu ngươi? Diệp Thần kích động nói, viện trưởng. Nhưng có cô gái này tin tức. Cát Thanh lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Cụ thể tin tức không có, bất quá, liên quan tới cô gái này đổ còn có một cái tin đồn. Ngày đó, người này bị thương rời đi Thánh Long gia tộc, hơn nữa tựa hồ hướng linh võ đại lục Nam vực đi. Tin tức này sợ rằng thần quốc Mục gia cũng biết, ta dự cảm, cái này thiếu nữ khăn che mặt ở Nam vực sẽ xảy ra chuyện à. Nàng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ có một người. Hay là con gái thân? Ở linh võ đại lục, đối kháng thần quốc người cơ hồ đều sẽ chết rất thảm. Nam vực. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng. Nếu thiếu nữ khăn che mặt là vì cứu mình đắc tội thần quốc. Hắn không thể ngồi coi bỏ mặc. Nhưng mà hắn như thế nào đối kháng thần quốc? Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trong cơ thể hắn có thần kiếm cung cấm địa lấy được vạn kiếm phong ấn. Một khi mở. Liền có thể đối kháng một lần thái hư cường giả. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng nếu là có thể trợ giúp vậy thiếu nữ khăn che mặt, đáng. Diệp Thần, đừng nghĩ cô gái kia chuyện, đúng rồi, người tiếp theo, có tính toán gì hay không? Cát Thanh nói. Diệp Thần trầm tư một lát sau đáp, ta muốn đi trước luyện chế một kiện binh khí, đồng thời, tăng lên nữa một chút thân pháp, sau đó, tăng lên nữa tu vi, lên cấp tinh khiếu, đúng rồi. Viện trưởng, người có hay không thần cấp thân pháp võ? Tốt nhất, là sấm sét thuộc tính. Hắn bách bộ trục điện, chính là sấm sét thuộc tính thân pháp, bạch chấn đường cho hắn. Nếu như học tập đồng loại tính thần cấp thân pháp nói, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cát Thanh nghe vậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia thần bí nụ cười, giương tay một cái, đem một khối ngọc giản, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Cát Thanh trên mặt nụ cười. Nghĩ tới hắn để cho mình tham gia cửu U quốc chuyến đi lúc nụ cười, cùng với sau đó, Chu Thuần khiêu chiến, cùng với sinh nhật tiệc diễn võ đợi một chút, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết, mình tiếp mai ngọc giản này, có thể, lại sẽ có không thiếu phiền toái. Bất quá, Diệp Thần vẫn là khoát tay, nhận lấy mai ngọc giản này, thần niệm đi trong đó đảo qua, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ. Vũ kỹ này, lại có thể so bách bộ trục điện còn mạnh hơn. Hơn nữa, cũng là sấm sét thuộc tính.
Cùng hắn trước tu luyện qua bách bộ trục điện, vô cùng là phù hợp, chắc hẳn, nhập môn thời gian, sẽ thật to hạ xuống. Hắn tiếp ngọc giản này, tới một cái, cũng là bởi vì là hắn quả thật cần một môn thích hợp thân pháp tới tốc độ tăng lên. Thứ hai, cũng là bởi vì là hắn biết, Cát Thanh coi như là thật lòng đối đãi hắn, cũng cho hắn trợ giúp không ít. Diệp Thần không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu như Cát Thanh có chuyện gì cần tự mình ra tay, hắn vậy sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Cát Thanh mặt đầy nụ cười hỏi, cửa này thân pháp như thế nào à? Diệp Thần bất đắc dĩ cười nói, rất tốt, Cát viện trưởng, nói đi, có chuyện gì? Cát Thanh cười ha ha một tiếng nói, Diệp Thần à, người nói như vậy cũng không đúng, viện trưởng là loại người đó sao? Diệp Thần liền liếc khinh bỉ, xoay người đi ra ngoài cửa nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Cát Thanh quính lên, thân hình chớp mắt ngăn ở Diệp Thần trước mặt, cười nói, mặc dù, viện trưởng không phải loại người này, bất quá, đúng là xảy ra chút sự việc, cần ngươi giúp. Diệp Thần ngồi xuống nói, chuyện gì, viện trưởng ngươi nói thẳng đi. Cát Thanh nhìn Diệp Thần, trên mặt thoáng qua một tia nhớ lại vẻ, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói. Thật ra thì, nhắc tới chuyện này và ngươi nói không chừng còn có một chút sâu xa, Diệp Thần, ngươi là từ trái đất Côn Lôn hư tiến vào linh võ đại lục chứ? Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, Cát Thanh làm sao sẽ nhắc tới cái này? Bất quá, vẫn gật đầu một cái nói, không sai, Cát viện trưởng là làm thế nào biết? Cát Thanh mỉm cười nói, Huyền Nguyệt Tông đưa tới trong hồ sơ, có ghi chép, thật ra thì, ta cũng đến từ những thứ khác vị diện. Nhưng là, cũng không phải trái đất, ta cùng sư huynh vì tiến vào linh võ đại lục, có thể nói trải qua trăm ngàn cay đắng, nhưng mà ở thông qua không gian gian đường hầm thời điểm, nhưng bởi vì thời không chảy loạn đưa đến chúng ta hai người bị phân tán. Như thế năm qua, ta một mực đang truy xét sư huynh tung tích, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Nói tới chỗ này, gần đây cười đùa hí hửng Cát Thanh, trong mắt bên trong, cũng không miễn toát ra thương cảm vẻ. Ta trong lòng cũng rõ ràng, sư huynh hẳn đã không ở nhân thế, vốn là chuyện này ta cũng đã buông xuống. Dẫu sao, tu võ một đạo, chính là nghịch thiên mà đi, tràn đầy gian nan hiểm trở, cho dù ở trong quá trình này bởi vì bất ngờ đưa tánh mạng, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, Cát Thanh đột nhiên hai tròng mắt sáng lên, hơi có chút hưng phấn nói, liền trước đây không lâu, ta tình cờ gian lấy được tin tức, có người thấy một người võ giả, sử dụng công pháp, cùng ta khá làm tướng tựa như. Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng lại có chút nghi ngờ hỏi, người này chẳng lẽ chính là Cát viện trưởng sư huynh? Bất quá, cái này lại và ta đến từ trái đất, có quan hệ thế nào đâu? Cát Thanh lắc đầu nói, không phải, sau đó ta cũng tiến hành rất nhiều điều tra, mặc dù người nọ tựa hồ ở tận lực giấu giếm hành tích, không lấy hình dáng kỳ nhân, nhưng là căn cứ ta điều tra hắn cũng không phải là ta sư huynh. Sở dĩ, nhắc tới ngươi đã từng chỗ ở chỗ đó, là bởi vì làm gốc theo ta điều tra người này rất có thể cùng ngươi đến từ cùng một chỗ. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Trần Chi Phàm chính là và hắn như nhau đến từ Hoa Hạ tồn tại à? Chẳng lẽ, Cát Thanh nói người này, chính là Trần Chi Phàm? Như vậy, chuyện này, hắn liền không thể coi thường. Trần Chi Phàm là hắn Diệp Thần bằng hữu. Cũng là hắn đi tới linh võ đại lục, cái đầu tiên chí giao, càng và hắn đến từ cùng một chỗ, đối với Trần Chi Phàm chuyện, hắn tự nhiên đặc biệt quan tâm. Cát Thanh tiếp tục nói, căn cứ ta suy đoán, năm đó, sư huynh ta bởi vì bất ngờ, cũng không có tiến vào linh võ đại lục, mà là đi đến Hoa Hạ, nhưng là, hắn sau đó có thể là cảm thấy tiến vào linh võ đại lục vô vọng, cho nên trên trái đất để lại truyền thừa. Mà tên kia công pháp cùng ta tương tự người. Chắc là hắn người thừa kế. Hắn mặc dù không có thành công đi tới linh võ đại lục, nhưng là hắn người thừa kế nhưng làm được. Diệp Thần nghe vậy hít sâu một hơi, mở miệng nói, Cát viện trưởng, người truyền thừa có thể cùng chân võ có liên quan. Cát Thanh nhìn Diệp Thần, lắc đầu nói, không có, bất quá sư huynh hắn thay đổi truyền thừa danh hiệu, cũng chưa biết chừng. Làm ta phát hiện cái này danh sư huynh người thừa kế sau đó, nguyên bản yên lặng tâm tư lại nhanh nhẫu. Nhưng mà ở ta sắp điều tra ra hắn thân phận lúc đó, nhưng đứt đầu mối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nếp nhăn nói. Mặc dù Cát Thanh nói hắn truyền thừa cùng chân võ không liên quan, nhưng là,
cũng không đại biểu người này thì không phải là Trần Chi Phàm. Hơn nữa, coi như không phải Trần Chi Phàm, nếu thật cùng mình như nhau đến từ Hoa Hạ, Diệp Thần vậy vẫn là có chút quan tâm. Hắn biết, không hề là mỗi người đi tới Linh Võ Đại Lục, cũng có thể xem hắn như vậy nhanh chóng lớn lên, có một phần đất đặt chân, rất nhiều người, có thể phải chịu đựng rất nhiều miệt thị cùng làm nhục, ví dụ như Trần Chi Phàm đã từng chính là như vậy. Nếu là như vậy, bọn họ những thứ này đến từ cùng một địa phương người, còn lẫn nhau không thèm chú ý đến nói, Linh Võ Đại Lục, rất có thể vĩnh viễn không có bọn họ một chỗ ngồi. Cái này, cũng không phải là Diệp Thần muốn thấy. Cát Thanh sắc mặt, vậy hiện ra một phần ngưng trọng nói. Theo ta biết, người nọ không biết bởi vì sao duyên cớ, đi đến Linh Võ Đại Lục Nam Vực. Cũng chính là cái đó cứu người thiếu nữ khăn che mặt chỗ ở Nam Vực. Hơn nữa, còn trêu chọc phải Nam Vực một gia tộc. Nếu như sự việc phát sinh ở Thần Hỏa Học Viện vùng lân cận, ta còn có thể ra tay giải quyết, nhưng là ở Nam Vực, đừng nói giải quyết, ta thậm chí cũng rất khó thám thính được hắn tin tức. Bất quá, căn cứ đầu mối xem ra, gia tộc kia cũng không có giết chết hắn. Mà là không biết từ nguyên nhân gì, đem nhốt. Vừa nói, Cát Thanh thở dài một tiếng nói, ta Thần Hỏa Học Viện và Nam Vực có chút mâu thuẫn, hơn nữa Học Viện Thần Phong địa chỉ cũng ở đây Nam Vực, người có thể cũng nhìn thấy, ta và Học Viện Thần Phong vẫn là đối nghịch quan hệ. Cho nên, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện lẻn vào Nam Vực. Còn có một chút, Nam Vực và khác mấy vực không cùng, bất kỳ tiến vào Nam Vực võ giả cũng sẽ bị nghiêm tra, người đi dù sao cũng phải cẩn thận, khiêm tốn làm việc, không muốn gây ra phiền toái gì. Hắn nhìn Diệp Thần, đột nhiên nở một nụ cười nói, Diệp Thần, cho nên ngươi bây giờ biết, ta tại sao phải lựa chọn ngươi chứ? Ta đoán Nam Vực nằm mơ cũng không nghĩ ra, Thần Hỏa Học Viện sẽ ra đời một cái tạo hóa cảnh tu vi, nhưng có đủ để tương đương phong môn cường giả không cách nào tưởng tượng yêu nghiệt đi. Càng khó hơn chính là, Học Viện Thần Phong lão nhân kia, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trở về sau đó lại đối với chuyện ngươi, chỉ chữ không đề ra, Nam Vực người, căn bản cũng không có chú ý tới ngươi. Đây thật là, không có so ngươi thích hợp hơn thí sinh à. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt. Hắn biết sở dĩ Học Viện Thần Phong viện trưởng không có đề cập hắn sự việc, đoán chừng là bởi vì Cửu U Quốc đế vương đối với hắn yêu cầu đi. Coi như không phải là vì Trần Chi Phàm, không phải là vì thần bí kia thiếu nữ khăn che mặt, hắn cũng phải đi một lần Nam Vực. Chỉ vì là Nam Vực, chính là huyết kiếm môn và huyết linh tộc tổng điện chỗ. Cũng là nhốt Côn Lôn hư đại năng địa phương. Một năm ước hẹn buông xuống, trước lúc này. Hắn phải đem huyết linh tộc sự việc giải quyết. Nếu không nếu để cho bọn họ trước thời hạn tấn công Côn Lôn hư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, hắn đối với Cát Thanh gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng nói, được, Cát viện trưởng, chuyện này, liền giao cho ta đi. Mặc dù, tiến vào Nam Vực có thể gặp mặt sắp một ít không tưởng được nguy hiểm, nhưng là, hắn phải đi. Cát Thanh lúc này mặt mày hớn hở, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản. Ném cho Diệp Thần nói. Diệp Thần, cái đó gia tộc tình báo, cũng ghi lại ở mai ngọc giản này bên trong, ngươi đi Nam Vực, cần gì tài nguyên, dùng ta lệnh bài tìm học viện đạo sư vì ngươi an bài là được. Bất quá, ngươi vậy dù sao cũng phải cẩn thận, lấy mình an toàn làm trọng. Lão Phu, trước tiên ở cái này cảm ơn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Cát Thanh không khỏi được nghiêm túc, hắn tuyệt đối chẳng ngờ bởi vì mình chuyện. Mà thật để cho học sinh gặp phải cái gì bất ngờ. Diệp Thần cười nói, Cát viện trưởng không nên khách khí, là ta phải cảm tạ ngươi, đem chuyện này nói cho ta, như tên kia người thừa kế, thật sự là bạn ta nói, ta ngược lại thiếu viện trưởng một cái đại nhân tình. Cát Thanh cười ha ha một tiếng nói, tốt lắm, chúng ta không cần lại như thế khách sáo đi xuống, mau đi đi, ngươi yên tâm, trước là ta sơ sót, lần này ta tại học viện bên trong. Người mấy vị bằng hữu kia, ta sẽ thay ngươi theo xem. Diệp Thần cảm kích nói, đa tạ. Nói xong, liền hướng phòng viện trưởng đi ra ngoài. Rời đi tháp cao sau này, Diệp Thần thủ tìm được trước liền Thần Hỏa Học Viện bên trong một nơi chế tạo xưởng. Dựa theo ma đế chỉ thị, huyết ma kiếm phải trọng tố. Mới vừa đi vào chế tạo xưởng, Diệp Thần liền thấy một người vóc người thấp bé, nhưng là cả người đều là vô cùng là sôi động bắp thịt. Một đầu tóc ngắn, một cái hoa trắng râu quai hàm,
trên người Trần Chuồng chỉ mặc trước một cái khăn choàng làm bếp lão đầu tử. Lão đầu đang ngồi ở cửa, ngủ khò khò. Diệp Thần không khỏi bật cười, hắn nhưng mà nghe nói chỗ này chế tạo xưởng là do học viện bên trong được tôn kính nhất một người đạo sư phụ trách à. Bất quá, tên này lão gia tử, mặc dù nhìn như phóng đãng không kiềm chế được, nhưng là, một thân tu là nhưng là thật phong môn hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa, có bất hủ thần thể và ma khu Diệp Thần, có thể dễ dàng cảm nhận được tên này lão gia tử thân thể bên trong, hàm chứa vô cùng là sợ hãi lực lượng. Tên kia ông già, tựa hồ vậy cảm nhận được Diệp Thần đến, chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi người nói, đứa nhỏ, đến tìm lão phu, nhưng có chuyện. Diệp Thần cười nói, vãn bối muốn tạo một kiểu đồ. À, ông già ngoắc tay, hướng về phía Diệp Thần nói, ở chỗ này, ngươi liền không nên kêu ta cái gì đạo sư không đạo sư, kêu ta Ngô lão đầu đi, theo ta đi vào. Dứt lời, liền xoay người đi vào chế tạo xưởng. Diệp Thần đi theo hắn bước vào trong đó, mới vừa tiến vào xưởng bên trong, liền cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Diệp Thần trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này nhiệt độ, thật là khủng khiếp. Nếu như giống vậy tinh khiếu võ giả, sợ rằng cũng rất khó chịu đựng nơi này nhiệt độ chứ. Bất quá lấy Diệp Thần thể chất, cái này ngược lại không coi vào đâu, huống chi hắn còn có huyền diễm, cho dù cái này nhiệt độ lại nâng cao 10 lần, Diệp Thần vậy vẫn có thể chịu được. Ngô lão nhìn lướt qua Diệp Thần, trong mắt bên trong, sạch bóng chớp mắt, mỉm cười nói, thằng nhóc, thể chất không tệ à, cửa thứ nhất này, người coi như là qua. À, Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, Ngô lão, ngài đây là ý gì? Ngô lão cau mày nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi chẳng lẽ, không biết ta cái này xưởng quy củ không? Diệp Thần nghi ngờ nói, cái gì quy củ? Chẳng lẽ, cái này xưởng không phải thanh toán học viện đếm số tới giao dịch sao? Ngô lão lắc đầu nói, ta xưởng, từ không chấp nhận đếm số, coi như Cát Thanh lão đầu kia tự mình tới, vậy giống vậy muốn giữ ta quy củ làm việc. Thứ nhất, chính là có thể chịu đựng cái này xưởng bên trong nhiệt độ. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng xưởng nội bộ đi tới. Diệp Thần tự nhiên theo sát phía sau. Hắn biết thần hỏa học viện đầm rồng hang hổ, cái này ông già tuyệt không đơn giản. Rất nhanh, Ngô lão đi tới một gian trong phòng nhỏ, bên trong, để từ lớn đến nhỏ, ba loại cái búa. Ngô lão chỉ vậy ba chuôi chùy tử đạo. Lão phu, chỉ chế tạo ba loại đẳng cấp vũ khí, thời không chi binh, thần khí, cùng với chân thần khí, muốn đánh tạo bất đồng vũ khí, cần có thể dơ lên huy động không cùng sức nặng cái búa, đây cũng là, ải thứ hai nội dung. Diệp Thần nghe vậy gật đầu một cái, lúc này, hướng chuôi này lớn nhất cái búa nhìn. Hắn dĩ nhiên là hy vọng huyết ma kiếm biến thành mạnh nhất dáng vẻ. Ngô lão nhìn Diệp Thần thần sắc, trong mắt, không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười nói. Thằng nhóc, ta biết ngươi chính là cái đó Diệp Thần, ngươi thực lực, quả thật rất mạnh, nhưng là, ta khuyên ngươi còn chưa muốn quá mong cầu cái viển vông xa vời tốt, muốn tìm lão phu chế tạo chân thần khí. Cái này cái búa sức nặng, nhưng mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Đừng bởi vì là mình có chút thực lực, liền lấy vì mình không gì không thể, có tự tin là chuyện tốt, mù quáng tự tin, chính là ngu xuẩn. Thực lực và thân xác lực, thì không cách nào hoa giấu bằng. Hơn nữa, ta cũng nhắc nhở ngươi, tìm lão phu tiến hành chế tạo, một năm, có thể chỉ có một lần tư cách. Lần thất bại này, cái này trong vòng một năm, ta sẽ không lại tiếp nhận ngươi chế tạo yêu cầu, ngươi, hiểu chưa? Ngô lão nói xong, dương dương đắc ý nhìn Diệp Thần tư chất quả thật rất tốt, hắn vậy đặc biệt coi trọng Diệp Thần, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy Diệp Thần biểu hiện được có chút kiêu ngạo, liền muốn mượn lần này cơ hội, gõ một phen Diệp Thần. Nhưng ai biết, Diệp Thần nghe xong Ngô lão lời nói này sau đó, vẫn còn là kiên định nói, đa tạ Ngô lão nhắc nhở, ta hiểu ý, nhưng là, ta vẫn là lựa chọn cái này thật thần khí chi nện. Cái gì, Ngô lão phùng mang trợn mắt nhìn Diệp Thần, có chút tức giận, người trẻ tuổi này, làm sao không nghe khuyên bảo đâu. Nhưng là, liền chính hắn cũng không có phát hiện, trong mắt hắn chỗ sâu, lại cất giấu một tia thưởng thức. Mặc dù, lựa chọn sức nặng thấp một chút cái búa, đúng là càng hợp lý, càng có lợi lựa chọn, nhưng là, trên thế giới này, tổng có một ít biết rõ khó khăn, vậy muốn khiêu chiến cực hạn người. Biết rõ không hợp lý,
vậy phải tiếp tục ngạo đi xuống người. Ngô lão, đối với loại người như vậy, nhưng thật ra là thưởng thức. Bởi vì, chính hắn lúc còn trẻ, chính là như vậy tính cách. Bất quá, Ngô lão hay là đối với Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói, hừ, thằng nhóc, vậy coi như đừng trách lão phu không nhắc nhở qua ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn vậy thật thần khí búa tạ. Vậy thật thần khí tản ra uy áp, cho dù là mình, cũng không cách nào tùy ý đối đãi. Lúc này, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần ma luân hồi quyết, phần huyết quyết, thiên ma hiển hóa, máu thần, tất cả đều thi triển. Một cổ tuyệt cường khí tức, từ Diệp Thần trên mình, bay lên. Theo Diệp Thần tu vi tăng trưởng, hắn lực lượng, vậy tăng cao không thiếu. Mà ở Diệp Thần ngưng tụ hơi thở lúc đó, Ngô lão cũng là mặt hiện vẻ kinh sợ. Hắn khi còn sống cũng gửi lực tại chế tạo, đối với lực lượng, vậy không xa lạ chút nào, ở Diệp Thần biến thân đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần trong cơ thể, hàm chứa giống như hồng hoang cao cấp hung thú giống vậy lực lượng kinh khủng. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần nói muốn chọn thần khí nện, bất quá là thằng nhóc này mong cầu cái viển vông xa vời cuồng ngạo thôi. Bây giờ nhìn lại, là mình sai rồi à? Thật nhìn lầm. Diệp Thần cũng không phải là cái gì cuồng ngạo, mà là, ở trong lực lượng, đối với tự có tuyệt đối tự tin à? Bất quá hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, vẫn là có chút hoài nghi. Hắn biết, Diệp Thần lực lượng rất mạnh, nhưng là, có thể hay không thật dơ lên chân thần khí nện, vẫn là một cái ẩn số. Dẫu sao, hắn ở thần hỏa học viện bên trong vậy nán lại không thiếu niên. Gặp qua vô số thiên tài, trong đó không mất sức tính hơn người cực kỳ tồn tại. Nhưng là, cho dù là những thứ này yêu nghiệt, vậy không có một người, có thể ở tạo hóa cảnh dơ lên chân thần khí chi nện. Thậm chí, liền phong môn cảnh dơ lên người cũng thật là ít ỏi. Những người đó ước chừng so Diệp Thần, cao hai cái đại cảnh giới. Ngô lão là thần hỏa học viện lý lịch già nhất đạo sư một trong, tiếp xúc qua nhiều ít yêu nghiệt có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới chân thần khí nện trước, hắn hai tay cầm nện chuôi, hơi dùng sức, ngay sau đó, lại là nhướng mày một cái. Thần khí này nện, lại so hắn tưởng tượng được còn nặng hơn. Thấy được Diệp Thần thần sắc, Ngô lão đắc ý lắc đầu cười nói, thằng nhóc, như thế nào? Biết lợi hại chưa, người nghe chưa từng nghe qua có đôi lời kêu, không nghe cụ già nói. Nhưng mà, không cùng Ngô lão nói xong, Diệp Thần liền chợt khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực, lại là đem vậy thật thần khí chi nện, giơ lên, hơn nữa, lúc này liền ở nơi này thợ rèn bên trong phòng, một hồi cuồng vũ. Có khủng bố sức nặng búa tạ, ở Diệp Thần trong tay, tựa như biến thành một cái thông thường côn gỗ vậy. Búa tạ ở Diệp Thần trong tay múa, nhấc lên từng cơn gió lớn, lại đem xưởng bên trong vật kiện, cũng thổi được ngã trái ngã phải. Mà Ngô lão, thì trực tiếp sững sờ. Chấn động tủng đến không cách nào lời nói. Hoa dâu bạc dưới miệng há to, đều không cách nào khép lại. Nếu như Diệp Thần, đơn thuần đem cái búa giơ lên khá tốt, Ngô lão còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là giống như bây giờ, cử trọng nhược khinh một hồi cuồng vũ. Cái này cũng phải làm cho Ngô lão hoài nghi, mình ánh mắt, có phải hay không xảy ra vấn đề à? Cái này há chỉ là giơ lên, huy động à? Thật là... giống như là đang chơi vậy chứ. Ngô lão tế bảo não, thật đều phải đống kết. Diệp Thần đem chùy lớn buông xuống, cười cười nói, Ngô lão, ta đây coi là, hợp cách sao? Nghe được Diệp Thần thanh âm, Ngô lão mới hoàn hồn lại, nhìn chuôi này chùy lớn, trong con ngươi, lại là lóe lên liền vô cùng là vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục nói, hợp cách. Hợp cách, hợp cách được không thể lại hợp cách. Hắn sở dĩ, muốn ở xưởng bên trong thiết lập ba cửa, chủ yếu nhất nguyên nhân, là vì tìm tư chất ưu tú người thừa kế. Hắn mặc dù ở thần hỏa đại học bên trong giáo sư rất nhiều thiên tài đệ tử, vậy từng thu qua một ít tư chất tốt đệ tử chân truyền, nhưng là nhưng thủy chung không người nào có thể đạt được hắn chế tạo thuật tinh túy. Mà Diệp Thần, tại thân thể tính nhẫn nại cùng trong lực lượng, cũng biểu hiện ra vô cùng là kinh người thiên tư. Hiện tại, Ngô lão nhìn Diệp Thần giống như thấy được bảo như nhau, cặp mắt sáng lên. Làm sao có thể không hưng phấn đâu. Diệp Thần bị Ngô lão xem được có chút lúng túng, không khỏi hỏi, Ngô lão, tiếp theo, còn muốn làm gì? Ngô lão cười nói, thằng nhóc, người biết chế tạo,
trừ tính nhẫn nại, lực lượng, còn có cái gì trọng yếu nhất sao? Diệp Thần trầm tư một lát sau, đáp năng lực. Dẫu sao đoán tạo thần quân vậy đã dạy hắn những thứ này. Ngô lão cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, thằng nhóc, là thần niệm. Có đủ cường đại thần niệm, mới có thể đối với vật liệu, có đầy đủ trưởng khống lực. Năng lực mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng là, người không có thần niệm lên thiên phú, cho dù năng lực cao hơn nữa, cũng không cách nào nắm giữ chế tạo tinh túy. Cái này ải thứ ba, chính là ở chỗ đối với thần niệm khảo nghiệm. Diệp Thần nghe vậy, lại là lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, hắn có niệm ma thân thể, so thần niệm. Hắn lực lượng, mặc dù đã đủ nghịch thiên, nhưng là Diệp Thần thần niệm, mới là nhất là nghịch thiên nhất địa phương à. Ngô lão thấy Diệp Thần mặt lộ vẻ buông lỏng, hừ lạnh nói, thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý, ngươi lực lượng, quả thật đủ xuất sắc, nhưng là, ta sở dĩ cầm thần niệm đặt ở ải thứ ba, chính là bởi vì nó là cửa ải khó khăn nhất. Ngươi có thể chớ khinh thường, theo ta tới. Vừa nói, ở Ngô lão dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới một cái hẹp dài đường lót gạch trước. Cho dù không có đi vào cái này đường lót gạch, thông qua niệm ma thân thể, Diệp Thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đường lót gạch bên trong, tản ra một cổ tuyệt mạnh thần niệm uy áp. Ngô lão nhàn nhạt nói, thằng nhóc, cửa ải cuối cùng, chính là muốn ở trong nửa canh giờ, thông qua điều này đường lót gạch. Ngươi đừng xem cái này đường lót gạch chỉ có chừng 10 mét, hắn khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lần này, ngươi nhất định phải nghe ta, không muốn khinh thường, từ từ thông qua, nếu như lập tức xông lên được quá nhanh. Ngươi thần niệm không chịu nổi áp lực, thậm chí có thể bị thương nặng, nghe hiểu sao? Diệp Thần cười một tiếng nói, ta hiểu ý. Một khắc sau, hắn quanh thân điện mang chớp động, lại là thi triển bách bộ trục điện, hướng vậy đường lót gạch, cực nhanh phóng tới. Không phải hắn không muốn nghe Ngô lão, chỉ là hắn quả thật chẳng ngờ ở chế tạo bên trên hoa quá thời gian dài, hắn còn phải nhanh một chút đi Nam vực. Có lẽ, Trần Chi Phàm, thần bí thiếu nữ, Côn Lôn hư các sư tôn, bây giờ đang ở chờ mình. Ngô lão thấy vậy, nhưng là sắc mặt đại biến, nổi giận mắng, thằng nhóc. Mau cho lão phu trở về. Vừa nói, hắn phong môn hậu kỳ uy áp, điên cuồng bùng nổ, liền phải toàn lực ra tay, đem Diệp Thần cứu. Ở hắn xem ra, lấy Diệp Thần như vậy tốc độ, đây chính là muốn trực tiếp chịu đựng đúng cái đường lót gạch thần niệm áp lực à. Cho dù là phong môn cường giả, làm như vậy, vậy sẽ người bị thương nặng. Nhưng là một khắc sau, đường lót gạch đối diện, liền vang lên Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt nói, Ngô lão, không cần cuống cuồng, ta không có sao, mới vừa rồi đi nhanh hơn điểm, chỉ là có chút gấp thời gian mà thôi. Cái gì? Lần này, Ngô lão thật là so mới vừa mới thấy được Diệp Thần quơ múa thần khí chi nện lúc đó, còn muốn rung động. Thậm chí, cả người thân thể, cũng cứng lên, cặp mắt trống rỗng nhìn phía trước. Diệp Thần tại sao không có bị thương? Ngô lão óc bên trong, một phiến hỗn loạn. Hắn vốn là lấy là, Diệp Thần thân thể tố chất, lực lượng, đã đủ xuất sắc, thần niệm lên, hắn cũng không có quá nhiều mong đợi, có thể miễn cưỡng hợp cách cũng được, dẫu sao thần niệm thiên phú so lực lượng, thân thể tố chất, càng khó khăn được. Nhưng mà đâu? Diệp Thần, thật là hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết à? Cái này còn là người sao? Sợ rằng dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục lịch sử, đều không tìm ra cái thứ hai xem Diệp Thần như thế nghịch thiên thiên tài chứ. Diệp Thần thấy Ngô lão rơi vào đờ đẫn, thân hình lại là chớp mắt, đem kinh khủng kia thần niệm đường lót gạch thì làm như không thấy, lần nữa trở lại Ngô lão bên người, đánh chụp Ngô lão bả vai nói, Ngô lão, ngài không có sao chứ. Đây là, Ngô lão mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn thật chặt bắt Diệp Thần tay nói cho ta. Ta không phải, đang nằm mơ chứ. Diệp Thần đành phải cười khổ nói, không nằm mộng, hiện tại, có thể là ta đoán tạo sao. Ngô lão mặt đầy hiền hòa nhìn Diệp Thần cười nói, tự nhiên có thể, vật liệu mang tới chưa. Cho dù không có, ta cũng có thể vì ngươi chế tạo, bất quá, lão phu có cái điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Phe này sau khi khảo sát, cộng thêm Ngô lão phản ứng, Diệp Thần tự nhiên đoán được Ngô lão điều kiện. Bất đắc dĩ nói, ngài nói đi. Thật ra thì, hắn đối với linh võ đại lục chế tạo thuật, cũng là khá là cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí muốn thay đổi tạo đoán tạo thần quân ngàn binh bảo.
ngàn binh bạo vượt đến hậu kỳ, hiệu quả lại càng mất sức, nếu như sửa đổi ngàn binh bạo, hơn nữa đầy đủ thần khí và chân thần khí, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngô lão cười nói, đó chính là thừa kế ta y bát, theo ta học tập chế tạo. Diệp Thần gật đầu nói, có thể, nhưng là ta không thể lập tức theo ngài học tập, ở chỗ này trước, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Ngô lão cười ha ha một tiếng nói, không thành vấn đề, lão phu mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là cũng không thiếu cái này chút thời gian, cầm ngươi muốn chế tạo vật phẩm, lấy ra đi. Lúc này, Diệp Thần đem huyết ma kiếm cùng với được từ mục giã vật liệu, giao cho Ngô lão nói, ta hy vọng đem kiếm này tăng lên. Ngô lão thấy huyết ma kiếm, trong mắt ánh sáng lóe lên, hắn đụng vào huyết ma trên thân kiếm dấu vết, cảm khái nói, kiếm này không bình thường à. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, kiếm này vì cứu ngươi dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Tổn thương quá lớn. Hơn nữa còn là một chuôi ma kiếm cần lấy ma làm chất dẫn. Ta có thể đem kiếm này tu bổ cùng với tăng lên tới trình độ cao nhất, nhưng là ma dẫn cần ngươi giải quyết. Diệp Thần khẽ mỉm cười, còn như ma dẫn, ma đế đã đáp ứng hắn, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Ngô lão cũng không nhiều lời, nói, giao cho ta đi, ngươi hiện tại, có thể rời đi, chế tạo không phải mấy ngày có thể làm được, cùng tốt lắm ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta đối với thanh kiếm này cảm thấy rất hứng thú, nó đúc lại ngày, hoặc giả là rung động linh võ đại lục lúc. Diệp Thần, ngươi nhất định sẽ bất ngờ. Dứt lời. Liền cầm vật liệu, tự nhiên đi tới đoán tạo thất đi. Diệp Thần sững sốt một chút, cái này Ngô lão, vừa nhắc tới chế tạo, liền tựa như biến thành người khác vậy. Diệp Thần đi tìm Tôn Di Kỷ Lâm các người một chuyến, dặn dò muốn rời đi sự việc. Sẽ ở linh vận một năm ước hẹn trước chạy về. Giao phó xong hết thảy, liền sử dụng phi thuyền, hướng Nam vực đi. Đứng ở phi thuyền chóp đỉnh, Diệp Thần quan sát toàn bộ linh võ đại lục. Lẩm bẩm nói, không biết các sư phó như thế nào. Lần trước truyền ra huyết linh tộc và thần quốc liên lạc, thần quốc rốt cuộc đang làm gì? Mặc dù phi thuyền phẩm cấp cực cao, nhưng chạy tới Nam vực cũng cần một ít thời gian. Lúc này, Diệp Thần liền lấy ra Cát Thanh tặng cho hắn vậy bổn thần cấp thân pháp, kỳ danh là phong lôi chớp mắt, lấy sấm sét thuộc tính làm chủ, phong thuộc tính là phụ, cho dù ở thần cấp bên trong, đều là một môn vô cùng là cao đẳng thân pháp võ. Rất nhanh, Diệp Thần liền đắm chìm trong đối với phong lôi chợt lóe hiểu bên trong, hắn hiện tại, muốn bắt chặt hết thảy thời gian, tăng lên thực lực. Hơn nữa, lần này Nam vực chuyến đi, mặc dù mục tiêu chỉ là một gia tộc, nhưng là, ai biết trên đường biết hay không có biến cố gì đâu. Ở đến Nam vực trước, có thể tăng lên một phần thực lực, vậy là tốt. Ban đầu hiểu cái này phong lôi chớp mắt, Diệp Thần chính là vui mừng, quả nhiên. Giống như hắn dự liệu như vậy, hắn tu tập bách bộ trục điện kinh nghiệm, đối với hiểu phong lôi chớp mắt, rất nhiều giúp ích. Nhưng là, rất nhanh Diệp Thần lại nhíu mày, dù vậy cái này phong lôi chớp mắt hay là để cho hắn cảm thấy khá là khó giải quyết, nội dung trong đó, thật sự là quá tối tăm, quá thâm ảo. Hơn nửa ngày sau đó, Diệp Thần từ hiểu bên trong thoát khỏi, chợt mở hai mắt ra, trong mắt bên trong ánh sáng tím bạo tránh, còn mơ hồ mang theo một tia sấm sét ý. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình động một cái, ngay tức thì từ vị trí cũ biến mất, bóng người cực nhanh chớp động. Nếu như lúc này có người chú ý, chỉ có thể nhìn được một hồi màu vàng điện mang, ở nổ vang bên trong cuồng tránh, làm người ta hoa cả mắt, nhưng căn bản không thấy rõ Diệp Thần bóng người. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần dừng bước, lần nữa ở bên trong phòng thân hình hiện ra, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Cái này phong lôi chớp mắt. Mặc dù vô cùng là cao thâm, nhưng giống nhau, vậy là cực kỳ cường hãn. Diệp Thần hiện tại chỉ là hiểu được một phần chia sấm sét bộ phận, đối với phong thuộc tính bộ phận, vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, chưa tính là chân chính nhập môn, nhưng chỉ là lôi đình này thuộc tính bộ phận, liền đối với thân pháp của hắn có cực lớn thêm được. Lại phối hợp lên nguyên bổn chính là phong thuộc tính phong thần ngoa, lại là hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ tăng nhiều. Hiện tại Diệp Thần tốc độ cho dù đặt ở phong môn tầng thứ, cũng là đủ dùng. Vậy ngay tại lúc này, hắn cảm giác được, nguyên bản cực nhanh chạy phi thuyền dừng lại. Nam vực đến. Diệp Thần thu cất phi thuyền đi ra bên ngoài, lúc này bên ngoài đã tụ tập không ít người,
một số người hướng về phía cảnh tượng trước mắt, chạc chạc lấy làm kỳ, một số người thì sắc mặt bình thản, tựa như đã thấy có lạ hay không. Mà những cái kia chạc chạc lấy làm kỳ người, hiển nhiên là cùng Diệp Thần như nhau, lần đầu tiên tới cái này nam vực người. Diệp Thần hướng trước mặt một tòa bên nhét thành chỉ nhìn, cũng là ánh mắt chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Khí thế thật là mạnh. Chung quanh trận pháp lại là mang thần vận. Vậy phong môn cường giả muốn phá vỡ cũng không thể. Chỉ có thể đi cửa thành. Diệp Thần vậy không do dự, đi theo mọi người hướng cửa thành đi. Thành trì ngoài cửa lớn, có mấy tên mặc kim đỏ áo giáp binh lính canh giữ, đang từng cái kiểm tra nhập nước người bằng chứng tư liệu. Diệp Thần hướng cái này mấy người nhìn, những người này thực lực cũng không tệ, thậm chí một cái trong đó đứng ở những binh lính kia phía sau, là tướng lãnh nhân vật tầm thường, vẫn là nửa bước phong môn tồn tại. Không biết là không phải bởi vì thần quốc và vậy thiếu nữ khăn che mặt ân oán, tăng lên giữ cửa thực lực. Có thể tưởng tượng được, cái này nam vực, không đơn giản. Đội ngũ dần dần tiến về phía trước. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt sửng dưng, đem Cát Thanh chuẩn bị xong bằng chứng những vật này, giao cho giữ cửa binh lính. Người binh lính kia kiểm tra qua Diệp Thần bằng chứng tư liệu, xác nhận chưa vấn đề sau đó, đem những thứ này trả lại cho Diệp Thần, đang chuẩn bị cho đi lúc đó, tên kia đứng ở mấy tên lính sau lưng tướng lãnh, lại đột nhiên thong thả hô. Đợi một chút, mấy tên lính sững sốt một chút, ngay sau đó đều là cười mỉa nhìn về phía Diệp Thần. Mà tên kia đang chuẩn bị cho đi binh lính, vậy tăng hắng một cái, sửa lời nói, người tư liệu, có chút vấn đề, đi theo huynh đệ ta đi, kiểm tra một chút. Vấn đề gì? Diệp Thần hơi cau mày, Cát Thanh chuẩn bị cho hắn tư liệu, tự nhiên không thể nào có vấn đề gì. Hơn nữa, mới vừa rồi cái này binh lính rõ ràng cũng chuẩn bị cho đi, có thể ở đó tên liền xem cũng chưa có xem qua tư liệu tướng lãnh hô một tiếng đợi một chút sau đó. Liền đổi lời nói. Sẽ liên lạc lại mấy người biểu tình kia, hiển nhiên, chuyện này, và hắn tư liệu căn bản không có quan hệ gì. Mà tên lính kia nghe được Diệp Thần chất vấn sau đó, nhưng là mặt hiện không nhịn được vẻ, lạnh lùng nói, kêu người đi ngay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh lên, hạ một người còn đang chờ đâu, làm trễ nãi thẩm tra, ta trực tiếp cầm ngươi chạy trở về, cấm chỉ tiến vào chúng ta nam vực. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, thật sâu nhìn tên lính kia một mắt, mơ hồ có chút căm tức. Mà ở Diệp Thần sau lưng mấy người, thì có chút thương hại nhìn Diệp Thần, bọn họ biết, loại chuyện này mỗi lần nhập cảnh cũng sẽ phát sinh một hai lần, muốn trách chỉ có thể trách người trẻ tuổi này, vận khí không tốt. Bất quá, Diệp Thần mặc dù căm tức, vẫn còn là theo chân trước mặt một tên lính đi trong thành trì đi. Hắn lần này tới, có nhiệm vụ trên người. Tự nhiên không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Mà tên lính kia, đem Diệp Thần mang nhập cách cửa một chỗ không xa nhỏ gác lửng sau đó, liền cân nhắc cười nói, ngươi, trước chờ ở chỗ này, một lát chúng ta đầu lĩnh sẽ đến hỏi ngươi một vài vấn đề. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, lúc nào, tên lính kia đi gác lửng đi ra ngoài, có chút lạnh cười nhìn Diệp Thần nói, tự nhiên, là hắn muốn lúc tới. Dứt lời, liền đi ra cửa. Cũng đem cửa lầu các đóng cửa. Diệp Thần nhìn cửa kia, phía trên phụ trận pháp, nếu là không có mở ra lệnh phù, cưỡng ép xông ra mà nói, chỉ ít, cần nửa bước phong môn tầng thứ công kích, thông thường tinh khiếu võ giả, là hoàn toàn không thể nào làm được. Bất quá, lấy Diệp Thần thực lực, cánh cửa này, dĩ nhiên quan không ở hắn. Nhưng mà, nếu như hắn cưỡng ép xông ra, thì có ích lợi gì đâu. Làm như vậy mà nói. Khẳng định sẽ gặp phải truy nã, đuổi xuất cảnh. Đến lúc đó hắn cứu người liền trì hoãn. Diệp Thần mặt lộ cười khổ, xem ra mình, thật đúng là xui xẻo, không giải thích được liền bị đầu lĩnh kia coi trọng. Mà lúc này, đem Diệp Thần mang nhập lầu các binh lính, đã trở lại nơi cửa chính, đầu lĩnh kia nhìn hắn một mắt, cười nói, như thế nào? Thằng nhóc kia còn trung thực sao? Tên lính kia cũng là cười một tiếng, đáp hắn không đứng đắn nói. Còn có thể thế nào? Chính là một cái tạo hóa cảnh tầng 6 trời, chẳng lẽ còn dám đối với ta động thủ không được? Mấy người nghe vậy, đều là một hồi cười ầm lên. Trong đó một tên lính, hướng về phía tên kia đầu lĩnh hỏi, Bạch tướng quân, thế nào nhìn chúng liền thằng nhóc kia, ta cảm thấy mới vừa mới tới thiếu phụ kia ngược lại không tệ.
Bạch tướng quân hướng về phía người nọ cười mắng, ngốc nghếch, trong đầu đều là phụ nữ, thiếu phụ kia không sai là không tệ, bất quá tối đa, cũng chỉ có thể ăn một chút đậu hủ, người còn dám thật đối với nàng như thế nào. Sự tình kia, coi như không tốt đè xuống, Lý tướng quân trách tội xuống, người tha thứ nổi sao? Người nọ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, co giúp một cái đầu nói, vậy còn là thôi, bất quá, ta nhìn tiểu tử, vậy không mỡ gì à? Không mỡ gì, Bạch tướng quân cười mắng, người cái này ngu xuẩn, người gặp qua cảnh đời gì, nơi nào biết có ai mỡ, ai không mỡ. Ánh mắt ta, tuyệt sẽ không sai, thằng nhóc này cho ta một loại cổ quái cảm giác, khẳng định không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Tên lính kia vội vàng bồi mặt mày vui vẻ nịnh nọt nói, trắng tướng quân nói đúng. Bạch tướng quân gật đầu một cái, trong mắt hiện ra một phần nụ cười nói, ừ, cái nhóm này nhập cảnh người, đã kém không nhiều kiểm tra xong, chúng ta cũng nên trở về thật tốt chiêu đãi chúng ta khách. Mấy tên lính hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt đầy nụ cười, lập tức phải có trò hay để nhìn. Rất nhanh, mấy người liền trở về Diệp Thần chỗ ở vậy nóc gác lửng trước, đẩy cửa vào. Tên kia Bạch tướng quân nhìn lướt qua sắc mặt rửng rưng ngồi ở trong lầu các Diệp Thần, trong mắt nụ cười nồng hơn. Người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác rất không bình thường, hắn mặc dù không có những cái kia con nhà giàu cả vú lấp miệng em cảm giác, nhưng ngược lại cho người một loại di thế độc lập siêu nhiên cảm giác. Bạch tướng quân biết, đây là chỉ có như vậy ngạo đến trong xương siêu cấp yêu nghiệt, mới sẽ có khí chất. Mắt xem Diệp Thần gặp phải tình huống như vậy, còn như vậy rửng rưng. Bạch tướng quân hơn nữa xác định mình suy đoán. Lúc này, Bạch tướng quân hướng về phía Diệp Thần cười nói, người tuổi trẻ, ta là Bạch Sơn, đảm nhiệm Nam vực nhập cảnh giam xem kỹ tướng lãnh một chức, người tên gọi là gì? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn cái này nửa bước phong môn Bạch Sơn một mắt, ánh mắt hơi lay động, người này sắc mặt trắng bệch. Bề ngoài 34 tuổi, giữ lại một hàm râu dê, mặc tướng lãnh kim giáp, eo bái phục một thanh trường kiếm. Cả người hình dáng, coi như là có mấy phần hiên ngang, nhưng là, cuộc sống này trước cái mũi ưng, hơi có vẻ thâm độc, trên mặt lại treo làm bộ giả tạo nụ cười. Nụ cười kia, để cho Diệp Thần khá là không ưa. Nhưng là, người này dẫu sao là Nam vực giữ cửa người, Diệp Thần vẫn mở miệng nói, Diệp Thần. Hắn trong tài liệu viết, chính là Diệp Thần, Cát Thanh và hắn cũng không có muốn giấu giếm ý kiến, dẫu sao. Nếu như vậy học viện thần phong viện trưởng thật tiết lộ Diệp Thần tình báo, cũng không phải chính là giấu giếm tên họ liền có thể che giấu được. Bạch tướng quân gật đầu nói, ừ, Diệp Thần, người nhập cảnh tư liệu, tựa hồ có chút vấn đề, bây giờ còn đang khảo hạch bên trong, cái này thời gian mà, có thể dài có thể ngắn, chúng ta vậy không xác định. Dứt lời, trong mắt hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Diệp Thần nhìn cái này Bạch Sơn, khẽ nhíu mày. Bất quá. Bạch Sơn rất nhanh liền nói tiếp, bất quá mà, người không muốn hiểu lầm, chúng ta có thể không có gì khác ý kiến, cũng không phải là muốn đối với người tiến hành vơ vét tài sản các loại, chỉ là bình thường, hợp với quy định lưu trình, Diệp Thần ngươi có thể dù sao cũng không nên suy nghĩ nhiều à, ha ha ha. Diệp Thần nhìn Bạch Sơn, một hồi trầm mặc, không nên suy nghĩ nhiều. Cái này Bạch Sơn, rõ ràng là muốn lợi dụng quyền chức lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Hiện tại nhưng lại cố ý nói ra như vậy đường đường chính chính tiếng nói, để cho Diệp Thần trong lòng một hồi chán ghét. Nhưng là, hắn cũng biết, mình thật đúng là không thể bởi vì làm cái này liền làm những gì, dẫu sao đây là Nam vực lãnh thổ, nếu là đối phương không muốn để cho ngươi nhập cảnh, thậm chí có thể trực tiếp đuổi ngươi đi, chỉ là hơn kiểm tra một đoạn thời gian tư liệu, Diệp Thần thật đúng là không biện pháp gì. Nhìn Diệp Thần trầm mặc hình dáng, Bạch Sơn và mấy tên lính khác, đều là mặt hiện vẻ đắc ý, quản ngươi ở những thứ khác mấy vực là cái gì thiên tài siêu cấp, tuyệt thế yêu nghiệt, thân phận tôn kính, đến chúng ta Nam vực, không chả là được cho ta nằm. Nhìn Bạch Sơn đám người thần sắc, Diệp Thần trong mắt không khỏi thoáng qua một tia lửa giận cùng với không cam lòng. Hắn nhìn Bạch Sơn đám người mặt mũi, nghĩ đến viện trưởng giao phó, âm thầm thề, ta Diệp Thần, một ngày kia, nhất định sẽ trở thành là linh võ đại lục bên trên. Cường đại nhất tồn tại, bị tất cả thế lực triều bái tồn tại. Thậm chí là thần quốc vậy cùng ẩn núp thế lực. Cùng lúc đó, Nam vực chỗ sâu băng hàn chi địa. Tuyệt Hàn Đế Cung. Ngụy Dĩnh mở mắt ra, sắc mặt như cũ có một tia trắng bệch.
Vậy Thánh Long gia tộc mấy vị lão gia mang cho nàng tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đáng chết! Nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hoang mang rối loạn tiến vào Bạch Nhi, nói chuyện gì? Bạch Nhi do dự mấy giây, vẫn là nói, cung chủ, hai chuyện, kiện thứ nhất, thần quốc Mục gia người thật giống như phái người tiến vào Nam vực, vô cùng có thể hướng bên này tới. Thần quốc Mục gia lần này phái ra 6 vị thái hư cảnh cường giả. Nếu là bị bọn họ tìm tới nơi này, Tuyệt Hàn đế cung tuyệt đối gặp nguy hiểm. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh không có vẻ bối rối. Trong mắt của nàng hiện lên sát ý, tới thì đã có sao, chỉ bất quá để cho cái này băng tuyết chi địa nhiều mấy đạo hài cốt. Chuyện thứ hai là cái gì? Bạch Nhi thở dài một cái, tiếp tục nói, cung chủ, Diệp Thần tới Nam vực. Lời này vừa nói ra, Ngụy Dĩnh đột nhiên đứng lên, cái gì? Hắn làm sao cái này giờ phút quan trọng tới Nam vực? Ngụy Dĩnh thần sắc ngưng trọng, đôi mi thanh tú một nhăn mày, lẩm bẩm nói, hắn và Linh Vận một năm ước hẹn không tới 20 ngày, đoạn thời gian này chẳng lẽ không phải dốc lòng tu luyện sao? Làm sao sẽ tới Nam vực? Bạch Nhi lắc đầu một cái, cung chủ ta cũng không biết, hiện tại hắn ở Nam vực biên giới bị kẹp lại, hẳn không ngại. Có cần hay không ta đi một chuyến biên giới thông báo một tiếng Diệp Thần? Ngụy Dĩnh trầm ngâm chốc lát, nói, hắn cũng không biết ta thân phận, hẳn không tìm được nơi này. Thần quốc Mục gia những người đó cuối cùng sẽ tìm tới nơi này. Trận chiến này không tránh được, Diệp Thần tới vậy không làm nên chuyện gì, ngược lại còn sẽ không lãng phí tánh mạng. Ngươi giúp ta lưu ý hắn chiều hướng đi. Ta có loại dự cảm bất tường, lần này đối mặt những thần kia quốc cường người, sẽ là Tuyệt Hàn đế cung quật khởi trước uy hiếp thật lớn. Tiền bối nói cho ta biết, con đường võ đạo không thể quá thuận, một khi thuận, sau này tiếp nhận thống khổ đủ để bóp chết mình. Nếu đã tới, chúng ta Tuyệt Hàn đế cung lại không thể lui. Bạch Nhi muốn nói lại thôi, cung chủ, người còn bị thương. Không bằng chúng ta trước tránh một chút. Chân thực không được, chúng ta đi mời vị kia. Ngụy Dĩnh hai tay chắp sau lưng, đỉnh đầu bức rèm dạo rực mấy phần, ta Tuyệt Hàn đế cung ở trên cao cổ là thứ nhất tông môn. Thậm chí so thần quốc thành lập còn phải sớm hơn liền mấy trăm năm, hôm nay, thần quốc gia tộc nếu hướng chúng ta khai chiến, chúng ta liền để cho bọn họ rõ ràng, Tuyệt Hàn đế cung cái này bốn chữ viết như thế nào. Bạch Nhi, cho mấy người kia đưa một phần chiến thư, địa điểm ước định, ta tự mình đi gặp. Dứt lời, vô tận uy áp bao phủ, toàn bộ đại điện nhiệt độ hàng đến mức tận cùng. Bạch Nhi thở dài một hơi, nàng rất rõ ràng. Cung chủ chính là như vậy quật cường. Cố nhiên bây giờ Tuyệt Hàn đế cung có đối kháng linh võ đại lục nhất lưu và bộ phận thế lực cao cấp tư cách, nhưng là đối mặt thần quốc gia tộc, vẫn là kham yêu à. Bạch Nhi, lui ra. Cung chủ. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Nếu như không phải là viện trưởng giao phó, có lẽ hắn đã sớm ra tay. Những người này. Đối với hắn tới nói không có bất kỳ uy hiếp. Bạch Sơn nhìn Diệp Thần thần sắc, ánh mắt chớp mắt. Bọn họ vậy đối với nhập cảnh người thỉnh thoảng trá ép dầu nước, ở trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là, nếu như Diệp Thần thật nổi giận, không để ý hết thảy ra tay. Chuyện này, vậy khẳng định sẽ truyền tới chấn giữ bên này nhét cường giả trong lỗ tai, đây cũng không phải là mấy người hy vọng à. Lúc này... Bạch Sơn đối với Diệp Thần cười một tiếng nói, Diệp Thần à, người vậy đừng có gấp, không bằng, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Cùng trò chơi chơi xong, người tư liệu, nói không chừng cũng có thể khảo hạch kết thúc, người nói sao? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, trò chơi. Xem ra, Bạch Sơn cái này mấy người, cuối cùng muốn cắt nhập tránh đề. Nhìn Diệp Thần không đáp lời, bên cạnh một người võ giả, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Bọn họ nếu lên tiếng, chuyện này, vẫn là Diệp Thần có thể cự tuyệt sao? Lúc này, tên kia võ giả nói, làm sao? Diệp huynh không có hứng thú, là không có hứng thú chơi trò chơi đâu. Hay là đối với chúng ta Nam vực người có địch ý, không muốn cùng chúng ta làm quan hệ tốt? Một người khác võ giả cũng là nghiền ngẫm cười nói, ha ha, nói không chừng, là khẩn trương đây. Nếu như là có cái gì mục đích khác tới chúng ta Nam vực, hiện tại, khẳng định không có tâm tình gì chơi trò chơi chứ. Lại có một người nói, đúng vậy, dẫu sao, người bình thường đang đợi thời gian,
nếu là có người cùng hắn tìm chuyện vui, đuổi đuổi thời gian, nhưng mà cầu cũng không được à. Đây là, Bạch Sơn lại mặt lộ vẻ nụ cười dối trá, hướng về phía Diệp Thần chậm thong thả nói. Diệp Thần à, chúng ta, có thể không việc gì ghim ngươi ý kiến à, bất quá, ngươi nếu như liền một cái trò chơi cũng không chịu chơi, nhưng là lộ vẻ được có chút quái dị, chúng ta không phải nói ngươi có vấn đề gì, nhưng là để đạt được an toàn vẫn không thể thả ngươi tiến vào Nam Vực, ngươi khẳng định có thể hiểu, đúng không? Diệp Thần hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, trò chơi gì, ngươi nói đi. Diệp Thần ngược lại là muốn xem đám người này dự định làm gì. Bạch Sơn mấy người nghe vậy đều là vui mừng, liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Bạch Sơn đi tới Diệp Thần bên người, vỗ vai hắn một cái, ôn hòa cười nói. Theo chúng ta tới đi, trò chơi này, vẫn là rất có ý tứ, ta muốn ngươi sẽ thích. Diệp Thần không để ý tới sẽ Bạch Sơn lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu như, trò chơi này kết thúc, ta tư liệu còn không có xác định, tự gánh lấy hậu quả. Bạch Sơn cân nhắc nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Diệp Thần đứng dậy, khẽ gật đầu nói, dẫn đường đi. Bạch Sơn các người lúc này dẫn Diệp Thần đi bên nhét bên trong một nơi đi tới. Rất nhanh, mấy người liền đi tới một nơi vô cùng là bao la vùng. Diệp Thần nhìn trước mắt phong cảnh, không khỏi ánh mắt hơi chớp động. Chỗ này, tựa hồ bị nhân công cải tạo thành một nơi hình cái vòng đường đua, nhìn như, lại và trên trái đất trường đua ngựa đường đua, khá làm tướng tựa như. Đây là, Bạch Sơn đôi mắt híp một cái, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần à, người đối với thi đấu linh thú, có thể rõ ràng. Diệp Thần nghe vậy. Lắc lắc đầu nói, thi đấu linh thú. Ta không biết. Bạch Sơn trong lòng cười nhạt, linh thú có thể nói là Nam Vực đặc sản một trong. Toàn bộ linh võ đại lục, chỉ có Nam Vực đem thi đấu linh thú phát triển thành một loại thịnh hành đại chúng hoạt động giải trí. Nếu nói là đối với thi đấu linh thú biết rõ, bọn họ Nam Vực người có thể nói là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Bạch Sơn giải thích, thi đấu linh thú, rất đơn giản, cái này đường đua, tổng cộng 5 cách, một lát. Chúng ta sẽ từ hơn ngàn con linh thú bên trong mỗi một người chọn một đầu, góp đủ 5 đầu, dùng để thi đấu chạy, xem là ai chọn lựa linh thú ưu tú hơn, có thể đoạt được thứ nhất, đơn giản chứ. Diệp Thần cũng có chút cân nhắc nhìn về phía Bạch Sơn nói, à, cái này thì xong rồi. Trò chơi này, nếu thật là đơn giản như vậy, Bạch Sơn các người cũng không cần đại phí chu trương cầm mình mang tới nơi này. Bạch Sơn cười hắc hắc nói, trừ cái này ra. Chúng ta Nam Vực có một cái truyền thống, chính là thi đấu linh thú lúc đó, sẽ cộng thêm một ít tiền thưởng, tới gia tăng trò chơi vui thú, nếu không, chỉ là kiền khán linh thú thi đấu chạy, hẳn là không thú vị. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, người này rốt cuộc đem mắt nói ra. Mà vậy mấy tên võ giả, vậy mơ hồ đem Diệp Thần vây quanh, trên người khí thế, hơi hiển lộ, hiện tại, Diệp Thần coi như muốn cự tuyệt, bọn họ vậy sẽ không đáp ứng. Mấy người mặt lộ vẻ một tia cười gần nhìn Diệp Thần, một cái vận may võ giả, coi như yêu nghiệt đi nữa, mạnh hơn nữa, có thể chịu nổi mấy tên tinh khiếu, và một người nửa bước phong môn võ giả áp lực sao. Cho dù Diệp Thần là sắt thép giống vậy ý chí, bọn họ vậy tin tưởng, cuối cùng, Diệp Thần sẽ ở mấy người mang tới uy áp trước mặt tan vỡ, khuất phục, đây cũng là bọn họ thường dùng mánh khóe. Cái này thi đấu thú trận, không thể so với bên kia nhét gác lửng. Nếu là thật động tới tay, bọn họ đem Diệp Thần tiêu diệt, chỉ phải xử lý được làm, vậy không nhất định sẽ bại lộ hành tích bị phía trên người phát hiện. Đây cũng là, bọn họ lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân. Bất quá, cái này mấy người, ngược lại cũng không thật giết người cướp của dự định. Vạn nhất làm không tốt, bại lộ, vậy coi như không phải chuyện nhỏ, trở lên mặt vị kia tính cách, xử phạt nhất định không nhẹ. Cho nên... Vậy mấy người bọn họ cũng chỉ dùng thi đấu linh thú, kiếm điểm thu nhập thêm cũng được đi. Diệp Thần tự nhiên nhìn thấu những người này ý kiến, mới vừa muốn cự tuyệt chuẩn bị động thủ, mà đế thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, nơi đây ngược lại là có dạng đối với ta mà nói cực kỳ đồ trọng yếu, không ngại và bọn họ đánh cuộc. Diệp Thần ngẩn ra, vẫn là thu tay về, hướng mọi người nói, được rồi, trò chơi này ta ngược lại thật cảm thấy hứng thú. Mấy người nghe vậy, đều là vui mừng. Không nghĩ tới, thằng nhóc này như thế dễ dàng liền mắc câu. Lúc này, Bạch Sơn cười ha ha một tiếng nói,
Diệp tiểu huynh đệ à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, là người hào sảng, tốt, chúng ta vậy thì đi chọn linh thú đi, đến lúc đó, chúng ta một bên uống chút rượu, phối hợp thức ăn, một vừa thưởng thức linh thú này thì đấu chạy, khởi bất khoái tai. Lúc này, Bạch Sơn các người, liền dẫn Diệp Thần, đi vậy thú trận đi tới. Vẫn chưa đi vào, Diệp Thần liền nghe được cách đó không xa, truyền đến từng cơn thú lạc giọng, như sấm minh vậy. Trong mắt, không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị. Làm hắn thấy vậy hơn ngàn con thần tuấn dị thường linh thú, có đầu sinh sừng rồng, có người khoác lửa cháy mạnh, có đạp gió xoáy, có cả người vảy rồng, ở một phiến thung lũng bên trong, nhàn nhã ăn cỏ, lẫn nhau truy đuổi hình ảnh lúc đó, cũng là cảm thấy rung động. Bạch Sơn các người nhìn nhau cười một tiếng, cảnh tượng này, bọn họ đều đã thấy có lạ hay không, bất quá xem Diệp Thần như vậy, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên tiếp xúc cái này loại linh thú. Người như vậy, bọn họ thậm chí không cần dựa vào đường thủ đoạn, đàng hoàng bằng vào mình đối với linh thú kinh nghiệm chọn, liền có thể đau làm thịt Diệp Thần. Bạch Sơn đối với Diệp Thần tùy ý nói, Diệp Thần, nếu ngươi là quý khách, vậy thì do ngươi đi trước chọn linh thú đi, như thế nào? Diệp Thần nhìn Bạch Sơn một cái nói, à, Bạch Huynh sẽ không sợ, ta cầm xuất sắc nhất đầu kia chọn đi. Bạch Sơn cười ha ha một tiếng, đánh chụp Diệp Thần bả vai nói, nếu như tiểu huynh đệ ngươi cũng như này sắc bén ánh mắt nói, chúng ta, chính là thua, cũng coi là tâm phục khẩu phục à. Hắn ngoài miệng tuy như thế nói, trong lòng, nhưng là giễu cợt liền liền. Cái này một con linh thú, nhìn như, hơi thở khác biệt không lớn, chân chính chạy, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Người bình thường thần niệm, khẳng định không phân được cái gì khác biệt, đừng nói là Diệp Thần như vậy, chưa có tiếp xúc qua linh thú người ngoại lai, chính là hàng năm đang đối với đánh cuộc thi đấu linh thú bên trong nam vực người nước mình, cũng rất khó nói ở nơi này hơn ngàn con linh thú bên trong lựa ra ưu tú nhất vậy con. Diệp Thần cũng không để ý ánh mắt của mấy người. Khổng lồ thần niệm, ngay tức thì thả ra, từ hơn ngàn con linh thú trên mình, đảo qua một cái. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phong tỏa một con cả người đen nhánh linh thú. Đầu này linh thú, cả người mang tí ti màu đen điện mang, trên đỉnh đầu, sinh đối với về phía sau cong ngắn nhỏ sừng nhọn, hình dáng, ngược lại cũng coi như thần tuấn, chính là, hơi có vẻ gầy yếu đi một ít. Nhưng là, bản thân nó khí thế. So với những thứ khác linh thú, kém hơn không thiếu. Những thứ khác linh thú, một con đều là mơ xít ben hí, tràn đầy sức sống, đặc biệt tươi đẹp. Mà đây đầu hắc thú đâu? Nó có giúp ở, mặt mày ủ rột hình dáng, từ từ ăn linh thảo, nhìn như lại là một bộ không khí trầm lặng dáng vẻ. Hoàn toàn không có chiến lực mà nói. Cái này loại linh thú có ích lợi gì? Mấy người theo Diệp Thần tầm mắt nhìn lại. Đều là sững sốt một chút. Tiếp theo, liền không nhịn được cười to lên. Mấy người nhìn Diệp Thần đều là một bên cười, một bên hỏi, cái đó, Diệp huynh à, ngươi là vừa ý vậy con nằm trên đất ăn cỏ linh thú. Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai, ta liền chọn hắn. Mấy người lại là một hồi cười ầm lên, một người trong đó nói, Diệp huynh à, ngươi có biết hay không linh thú khí thế là rất trọng yếu, khí như thiên long. Đuổi gió Tê Vân danh xưng là, mới là cường giả. Ngươi xem, ngươi chọn đầu này linh thú, bệnh hôn mê, không biết, còn lấy là hắn sắp chết đâu, cái này loại như thế nào cùng những thứ khác linh thú so sánh. Ta khuyên ngươi, vẫn là lại chọn một con chứ. Cái này Diệp Thần, nơi nào là đối với linh thú không biết gì cả à. Thật là một có mắt không tròng người mù à. Liền liền Bạch Sơn. Đều là trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái này Diệp Thần không nên ngu đần như vậy chứ. Làm sao chọn loại nước này bằng phẳng linh thú? Chẳng lẽ là mình thật nhìn lầm rồi? Diệp Thần mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn mấy người, lắc lắc đầu nói, đa tạ các vị ý tốt, bất quá chẳng biết tại sao, ta cùng linh thú này khá là hợp ý, ta tâm ý đã quyết liền chọn nó. Mấy người khinh bỉ nhìn Diệp Thần, trong lòng cũng âm thầm quyết định, muốn thông qua mình chọn thích hợp linh thú. Đứng đắn thi đấu tới chiến thắng Diệp Thần, để cho Diệp Thần biết được mình rốt nát. Bọn họ mặc dù có thể thắng được tranh tài hậu thủ, nhưng là đối mặt Diệp Thần, bọn họ thậm chí cũng lười được sử dụng. Bọn họ có tự tin, bằng mình ánh mắt, cho dù không dùng tới hậu thủ, vậy đủ để hoàn bạo Diệp Thần. Liền Bạch Sơn nhìn Diệp Thần, đều có chút ít hứng thú, như vậy ngu xuẩn,
thật chẳng lẽ có nhiều ít mỡ sao? Rất nhanh, mấy người liền cũng chọn xong mình linh thú, đem chúng, dẫn tới đường đua bên trên. Lúc này, đường đua bên trên, đứng 5 con linh thú, trừ Diệp Thần chọn 7 con hắc thú, còn có một con cả người ngọn lửa, cặp mắt hiện lên kim quang lửa đỏ linh thú. Một con quanh thân mây mù lượn quanh, đầu sinh đối với gạc nai, mơ hồ tản ra tiên khí, cả người xanh lơ trắng linh thú. Một con dài đối với lồi ra khẩu ngoại răng nanh, một đôi huyết mâu, cả người sát khí đỏ nhạt linh thú. Cuối cùng một con, chính là vô cùng là cao lớn, đầu sinh một cây một sừng, toàn thân khiết trắng, có tí tì 7 màu linh quang vây quanh thánh khiết linh thú. Diệp Thần vậy con hắc mang thú, đơn độc nhìn, coi như là thần tuấn, nhưng là hiện tại, đặt ở cái này mấy con linh thú bên trong, liền lộ vẻ được gầy yếu không chịu nổi, không có chút nào khí thế có thể nói. Nếu nói là những thứ khác linh thú, là ngựa mà nói, Diệp Thần đầu này hắc mang thú, thật là lừa à. Mấy người nhìn vậy hắc mang thú, lại là một hồi cười ầm lên. Bạch Sơn mặt nhìn Diệp Thần một mắt, đối với hắn giới thiệu đến. Tiểu huynh đệ à, ta xem ngươi, đối với linh thú là không biết gì cả dáng vẻ, cho ngươi giới thiệu một chút à, ta lựa chọn con ngựa trắng kia, phẩm loại gọi là thánh linh, đỏ nhạt linh thú là huyết sát, xanh lơ bạch linh thú là tiên vân, lửa đỏ linh thú là xích diễm, cái này 4 loại linh thú, ở ta nam vực bên trong, đều là cao cấp nhất một cùng thú tộc. Còn như ngươi vậy con hắc mang thú đây. Nói tới chỗ này, hắn trong mắt châm chọc ý. Đậm đà được đều phải chảy ra, tiếp tục nói. Là một loại tên là ô mang chủng tộc, cái này chủng tộc mặc dù vậy khó khăn lắm có thể gọi chi là linh thú, ở mỗi cái chủng tộc linh thú bên trong, nhưng là tồn tại lót đáy, thậm chí đang ngồi cưỡi bên trong, là 3 cùng chủng tộc, tiểu huynh đệ hiện tại ngươi còn cảm giác được mình lựa chọn, không sai sao. Mấy người cũng cười mỉa nhìn Diệp Thần, chuẩn bị xong thấy Diệp Thần sắc mặt khó coi không chịu nổi mặt mũi. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là lơ đễnh nói, trò chơi mà thôi, có cái gì tốt để ý. Không nói cái này, chúng ta, không phải muốn đặt tiền cuộc sao? Làm sao hả? Mấy người nghe vậy, đều là sững sốt một chút, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Chỉ gặp đầy mặt hắn rửng rưng, căn bản không giống như là ở mạnh chống đỡ dáng vẻ. Điều này sao có thể? Diệp Thần phản ứng, không đúng à? Người này chẳng những không thèm để ý chút nào, lại vẫn chủ động hỏi thăm một chút chú vấn đề. Người này, sẽ không thật là kẻ ngu chứ? Mấy người đều là sắc mặt quái dị nhìn Diệp Thần, Bạch Sơn lại là trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái, tổng cảm thấy, cái này Diệp Thần tựa hồ cũng không phải là ngoài mặt nhìn như thế đơn giản. Thật là quá khác thường. Nhưng là, hắn vậy không có quá để ý, coi như Diệp Thần thật ánh mắt độc đáo, thì như thế nào? Bạch Sơn khóe miệng, nâng lên một tia cười nhạt. Lúc này, Bạch Sơn vậy không dài dòng, hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, cả người uy áp, mơ hồ hướng Diệp Thần nghiền đi, trầm giọng mở miệng nói, thông thường chuyện nhỏ, đối với chúng ta nhưng mà liền trò chơi cũng không tính, vì có thể cùng ngươi trao đổi cảm tình, chúng ta liền đem tiền đặt cuộc, định lớn một chút như thế nào. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn rất tự tin, ma đế nói đồ chính là mình chọn đầu này. Tại sao? Người bình thường thần niệm, có thể cảm giác không ra linh thú giữa chênh lệch. Nhưng là, Diệp Thần là người bình thường sao? Hắn có niệm ma thân thể, bản thân thần niệm chất lượng, liền xa xa mạnh hơn vậy võ giả, huống chi, hắn bây giờ thần niệm, đã vượt qua phong môn cường giả. Có cường đại như vậy thần niệm, những linh thú này thực lực, đã bị Diệp Thần triệt để nắm giữ. Lúc này, Diệp Thần không thấy Bạch Sơn uy áp, nhàn nhạt gật đầu nói. Không thành vấn đề, như vậy, liền bắt đầu đi. Dứt lời, còn bưng lên bên cạnh linh tử, nếm một cái, lại kẹp một đũa thịt yêu thú phiến bỏ vào trong miệng, một bộ thần sắc nhẹ nhõm. Lần này, mấy người thật sự có chút thử ra, cái này biên giới không khí, cũng lập tức yên lặng xuống. Rất nhanh, mấy người sắc mặt, liền mơ hồ có một ít biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt âm trầm, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Diệp Thần nói. Diệp huynh, mặc dù, đây chỉ là một trò chơi, nhưng là ngươi vậy phải nghiêm túc đối đãi à, dẫu sao ngươi nếu như rực nợ nói, người như vậy là tuyệt đối không cách nào tiến vào chúng ta nam vực, thậm chí chúng ta còn có lý do nhân này hoài nghi ngươi thân phận, đối với ngươi tiến hành một ít thẩm vấn, ngươi biết chưa?
Diệp Thần nhìn người nọ, khóe mắt quét qua một tia khinh thường, đối với lời nói ở giữa uy hiếp, chỉ cảm thấy được buồn cười. Thẩm vấn, nếu như mấy người thật đối với Diệp Thần động thủ, Diệp Thần cũng sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, lấy hắn bây giờ thực lực, cái này mấy người, bất quá là tiện tay có thể giết chết phế vật thôi. Nhưng là, hiện tại, còn không cần thiết trở mặt. Lúc này, hắn vung tay lên, đem cất một chất cát thanh giao cho mình Nam Vực Thánh Thạch túi để lên bàn, mặt lộ vẻ cười nhạt, nói. Mấy vị tựa hồ, lo lắng ta không trả nổi. Cái túi này bên trong, là 100 cái, các ngươi không cần lo lắng ta liền chút tiền này cũng sẽ giựt nợ, nhưng là ta chính là không biết, các ngươi có dám theo hay không ta cái này 100 cái thánh đá đâu. Mấy người nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ giận, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, quanh thân linh lực kích động. Vô số vận may hơi thở chợt ẩn chợt hiện, không khí trong nháy mắt liền băng lạnh xuống. Mấy người làm sao có thể không tức giận giận. Khi bọn hắn đưa mắt, bỏ vào Diệp Thần để lên bàn túi lên lúc đó, trong mắt đều là lóe lên vẻ tham lam. Tiện tay cầm ra 100 cái, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần xuất thân có kinh khủng dường nào. Nếu như người bình thường, không đáng giá được bọn họ mạo hiểm giết người đoạt bảo mà nói, Diệp Thần biểu diễn ra tài lực. Đã để cho bọn họ động lòng. Thậm chí, nguyện ý làm gánh vác hậu quả. Ngay tại mấy người hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, sát ý càng ngày càng nồng đậm, uy áp nhắm thẳng vào Diệp Thần lúc đó, một tiếng uy nghiêm hét lớn, đột nhiên vang lên. Đủ rồi. Mấy người ngẩn ra, đều là đem hơi thở thu liếm, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đó là Bạch Sơn thanh âm. Bạch Sơn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt chớp động mấy cái. Đối với Diệp Thần cười nói, tiểu huynh đệ, là chúng ta coi thường ngươi, rất tốt, tiền đặt cuộc này, chúng ta đi theo. Vừa nói, hắn ánh mắt hung hãn quét mấy tên thủ hạ một mắt, mấy người kia đều là không khỏi được một hồi run run. Bạch Sơn biết, Diệp Thần nếu có thể tùy tiện cầm ra 100 cái, hắn thế lực sau lưng có kinh khủng dường nào, có thể tưởng tượng được. Thông thường thiên tài, nếu là ở Nam Vực mất tích, bọn họ còn dễ dàng che giấu được. Nhưng là nếu là thật đang những thứ khác mấy vực đứng đầu thế lực đâu. Nói như vậy, Nam Vực vì cho đối phương một câu trả lời, mình các người, rất có thể phải giao ra tánh mạng. Lúc này, Bạch Sơn cũng không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp móc ra một cái túi, cùng chung bỏ lên trên bàn, cũng đảo qua đứng ở phía sau mấy người, nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, cầm tiền đặt cuộc lấy ra, đừng ném chúng ta Nam Vực mặt người, các người muốn cho Diệp tiểu huynh đệ xem thường sao. Cuối cùng mấy người vẫn là lòng hung ác, đem thánh đá túi, để lên bàn. Bạch Sơn gật đầu một cái, một bên thưởng thức rượu, một bên giơ tay hướng sân so tài, đánh ra một đạo ánh sáng, hét lớn một tiếng nói, bắt đầu. Một khắc sau, tia sáng kia rơi vào sân so tài bên trên, nguyên bản còn một bộ nhàn nhã bộ dáng năm con linh thú, đột nhiên bây giờ, đều là thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hí, hướng phía trước giận sông lên ra. Những linh thú này đều là đi qua đặc biệt chăm sóc huấn luyện, bị pháp quyết kích thích tự nhiên có phản ứng. Mọi người hướng sân so tài lên nhìn, lúc này, trong mắt tất cả đều là nụ cười. Chỉ gặp, nhất dẫn đầu một con chính là Bạch Sơn nơi chọn vậy con thánh linh thú, tốc độ cực nhanh, có thể nói nhanh như điện chớp. Những thứ khác tiên vân, huyết sát, xích diễm, thì hơi lạc hậu, nhưng là còn có thể theo kịp. Ngay cả Diệp Thần nơi chọn lựa vậy con ô mang đâu. Từ từ rơi ở mấy con linh thú sau lưng, chạy xiên xẹo, và những thứ khác mấy con linh thú một so, thật là giống như là đầu con rùa đen đang bỏ vậy. Hơn nữa, theo mấy con linh thú tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này ô mang và mấy con linh thú giữa chênh lệch, cũng bị vượt kéo càng lớn. Một người trong đó, lúc này hướng Diệp Thần cười nói, Diệp huynh à, người thật là mắt thật là tốt à. Mới vừa rồi một phen lời nói hùng hồn. Chúng ta còn sợ hết hồn đâu, lấy vì ngươi hơn hiểu linh thú, hơn có nắm chắc đâu. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi có thể không biết đưa tiền cái này loại hành vi ở chúng ta Nam Vực xem ra, không phải hào phóng mà là ngu xuẩn à? Ha 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 ha. Các ngươi đừng nói như vậy chứ, ngươi xem vậy ô mang, chạy tốc độ vậy còn có thể à? Kém không nhiều có những thứ khác mấy đầu linh thú một nửa chứ? Nói không chừng, còn có cơ hội lật bàn đâu. Đối mặt mấy người lời nói, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt uống rượu, một chút vậy không để ở trong lòng. Mà mắt xem,
mấy con linh thú liền chạy xong 2/3 đường đua, vậy Ô Mang vẫn là rơi ở phía sau những thứ khác mấy con linh thú hơn nửa khoảng cách. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đều dùng ánh mắt, tỏ ý Bạch Sơn. Bạch Sơn biết, đây là mấy người, đang hỏi mình, có phải hay không muốn ra tay. Bọn họ vậy hậu thủ, cũng là cần nhất định chuẩn bị thời gian, hiện tại nếu như không ra tay nữa, một hồi, liền không kịp sử dụng. Nhưng là, xem mấy người ý kiến, đều không cho phép chuẩn bị ra tay. Dẫu sao sử dụng vậy hậu thủ, mặc dù lợi hại, cũng không thoải mái, xem cái này Ô Mang dáng vẻ, rất hiển nhiên, là không thể nào thủ thắng, vậy bọn họ, cần gì phải uổng phí thời gian. Bạch Sơn nhìn vậy con Ô Mang, ánh mắt một hồi chớp động, hiện tại khoảng cách này, chính là trong truyền thuyết Thiên Long tộc linh thú, cũng không tìm được tới chứ. Lúc này, hắn đối với mấy người lắc đầu một cái, cũng không dự định ra tay. Diệp Thần dư quang khóe mắt liếc về gặp mấy người động tác nhỏ, khóe miệng, không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm. Hắn biết, lập tức, liền có trò hay để nhìn. Ngay tại Bạch Sơn các người nhàn nhã uống rượu ăn thịt, một bộ nắm vững thắng lợi hình dáng lúc đó, nguyên bản mặt mày ủ rột Ô Mang linh thú, đột nhiên một tiếng hí dài, cả người đen nhánh điện mang bạo tránh, cặp mắt bên trong thần quang chạm chạm, cả người khí thế phóng lên cao. Trong nháy mắt, nguyên bản ở tăng tốc độ chạy như điên những thứ khác mấy con linh thú, đều là hoảng sợ hí đứng lên, tựa như cảm nhận được uy hiếp cực lớn vậy, chạy chạy bốn cái chân, lại là mơ hồ run rẩy. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thầm nói tới. Ở hắn thần niệm cảm ứng bên trong, đầu này Ô Mang linh thú, trong cơ thể cất giấu một loại vô cùng là cường đại huyết mạch, tuyệt đối là vô số linh thú bên trong tiềm lực cường đại nhất dị chủng. Mà có niệm ma thân thể hắn, thậm chí liền Ô Mang linh thú tâm trạng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đầu này Ô Mang linh thú, sở dĩ biểu hiện được buồn bã, hoàn toàn là bởi vì cảm giác và chung quanh hoàn toàn xa lạ, những cái kia linh thú bên trong, hoàn toàn không có thể để cho nó vừa ý mắt, sinh ra hứng thú tồn tại. Liền giống như, một đầu hổ khổng lồ bị giam ở một tòa khỉ núi bên trong, có thể đánh được lên tinh thần, cả ngày và con khỉ đùa giỡn sao. Mà Bạch Sơn các người thấy vậy, chính là ngay tức thì thần sắc đại biến. Bạch Sơn lại là trực tiếp đứng dậy, cặp mắt khát khao nhìn chằm chằm vậy con Ô Mang linh thú, vậy Ô Mang tựa hồ đến hiện tại mới rốt cục nhấc lên một tia hăng hái, bắt đầu phát lực vậy. Mà nó chắc lần này lực, lại là trực tiếp hóa thân là một đạo đen nhánh tia chớp, tốc độ nhanh được, thật là không cách nào tưởng tượng. Lấy Bạch Sơn nửa bước phong môn nhãn lực, đều đang mau không theo kịp Ô Mang tốc độ. Có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Hắn khó có thể tin bật thốt lên hô, không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Nào chỉ là khó tin, thậm chí, đều bắt đầu lo âu, sợ hãi à. Hiện tại, bọn họ chính là muốn vận dụng vậy hậu thủ, vậy không còn kịp rồi à. Mà 100 thánh đá, cho dù đối với Bạch Sơn mà nói, cũng không phải một khoản nhỏ số lượng. Đáng chết, vậy mấy người còn lại là sắc mặt trắng bệch không máu. Đầy mắt vẻ kinh hãi. Mà tựa như, chính là muốn đem mấy người sợ hãi, hóa là thực tế vậy, vậy Ô Mang tốc độ, lại là lần nữa tăng nhanh. Mắt xem, chạy ở phía trước nhất thánh linh thú, thì phải xông qua điểm cuối lúc đó, một đạo ô ảnh, chớp mắt rồi biến mất, ở gian không cho phát để gặp, vượt qua thánh linh thú, xông qua điểm cuối. Lách cách mấy tiếng vỡ vang lên, Bạch Sơn các người ly rượu trong tay, đồng thời rơi trên mặt đất. Té được nghiền. Bạch Sơn ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vậy con Ô Mang, khó có thể tin kinh hô, thượng cổ dị chủng. Ô Mang bản thân, là so với là cấp thấp chủng tộc, nhưng là, nếu như thượng cổ dị chủng, thì hoàn toàn bất đồng. Như vậy linh thú, trong cơ thể thừa kế một tia viễn cổ huyết mạch, bất luận bản thân chủng tộc như thế nào, cũng có vượt quá tưởng tượng tiềm lực à. Lên cổ dị chủng, nhưng mà so cao cấp nhất yêu thú, càng hiếm thấy tồn tại à. Như vậy linh thú, cứ như vậy bị Diệp Thần cái này, nhìn như hoàn toàn không hiểu linh thú người chọn chúng. Cái này Ô Mang thượng cổ huyết mạch, nhưng mà liền Bạch Sơn các người, cũng không biết à. Cái này cũng không trách móc bọn hắn, bởi vì thượng cổ dị chủng ngày thường và bản chủng tộc linh thú, cơ hồ không có khác biệt, chỉ có nhất cao cấp nhất người luyện thú, mới có thể phát hiện. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật có thể và cao cấp nhất người luyện thú sánh bằng sao?
Bọn họ ngơ ngác nhìn vậy con nhàn nhã nằm dưới đất ô mang, đơn giản là không tưởng tượng nổi đến không cách nào hít thở. Vốn là, phát hiện một con thượng cổ linh thú, là thiên đại chuyện vui, nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy người, muốn giết vậy con ô mang lòng đều có. Trong nháy mắt, tỉnh hồn lại mấy người, đều là hung tợn nhìn về phía Diệp Thần, nếu như, trước bọn họ còn bởi vì Bạch Sơn trấn nhiếp, mà không dám xuất thủ, hiện tại, bọn họ đã là ở ranh giới bùng nổ, muốn phải giải quyết hậu hoạn. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt cho, ngưng mắt nhìn mấy người, nhàn nhạt nói, làm sao? Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Mới vừa rồi, vậy ô mang dẫn đầu xông qua điểm cuối, chẳng lẽ không phải là ta thắng? Vẫn là nói. Vừa nói, hắn giọng băng lạnh xuống, nói các ngươi hiện tại, là muốn không nhận nợ. Hoặc là, muốn đối với ta động thủ, đây chính là nam vực người phong độ. Thật là làm cho người kiến thức rộng. Mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, hơi thở mơ hồ hòa vào nhau, cái này mấy người đều là chung nhau chinh chiến nhiều năm cường giả, liên thủ phối hợp, vô cùng là ăn ý, bọn họ mặc dù chỉ là tinh khiếu võ giả. Nhưng là dưới sự liên thủ, thậm chí có thể ở Bạch Sơn như vậy võ giả thủ hạ, chống đỡ mấy chiêu. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng lúc đó, Bạch Sơn chợt vỗ bàn một cái, đem vậy để rượu món ăn bàn gỗ chụp thành phấn vụn, cả người hơi thở, lại là không giữ lại chút nào thả ra. Vậy mấy tên võ giả hơi biến sắc mặt, nguyên bản mơ hồ dung hợp hơi thở, lại là ngay tức thì bị xông phá. Bạch Sơn âm trầm nhìn mấy người, quát lên, các ngươi làm gì? Không đem ta để ở trong mắt sao? Mấy người nhìn Bạch Sơn hàn quang kia lóe lên cặp mắt, đều là theo bản năng run run một cái, lập tức lắc đầu nói, không dám, thuộc hạ biết sai. Bạch Sơn nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn một phần, quay đầu hướng về phía Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, ván này, chúng ta nhận thua, ngươi yên tâm, ta Bạch Mỗ, mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng là điểm này uy tín vẫn phải có. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, như thế nói, ta có thể đi. Vậy mấy cái võ giả nghe được Bạch Sơn mà nói, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Bạch Sơn ánh mắt hơi chớp mắt nói, có thể, bất quá. Bất quá, Diệp Thần cười mỉa nhìn Bạch Sơn, cái gì điểm này uy tín, vẫn phải có. Như Bạch Sơn thật sự có uy tín, còn sẽ làm ra cái này loại hèn hạ chuyện. Diệp Thần trong lòng cười nhạt, bề ngoài lại không có hiện ra. Vậy Bạch Sơn nhìn Diệp Thần nói, nếu như Diệp tiểu huynh đệ ngươi, hiện tại sẽ muốn rời đi nói, bản tướng, cần vì ngươi đi an bài thủ tục, tạm thời rời đi nơi này, hơn nữa, không tiện mang ngươi cùng chung đi trước, nói cách khác. Diệp Thần uống một hớp rượu, cười lạnh nói cách khác, ta sẽ cùng ngươi cái này mấy tên mới vừa thua tiền thủ hạ, một mình ở nơi này dã ngoại hoang vu. Mấy người kia hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lại sáng lên. Bạch Sơn gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia sát ý, tiếp tục nói, không bằng như vậy, chúng ta, đánh cuộc một lần nữa, cái này thời gian, ta trước thời hạn phân phó, đợi một hồi đánh cuộc hoàn, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi liền trực tiếp có thể rời đi, cũng tiết kiệm được ta hơn đi một chuyến, ngươi thấy thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.